Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 1, ép gả. Bản cung hỏi ngươi lần nữa, rốt cuộc ngươi có chịu gả hay không? Một giọng nam thô bạo lạnh lùng vang lên bên tai hạ thương mai, cô khẽ khàng nâng mí mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú mà hung dữ của một người đàn ông. Trên người đau như bị ngàn vết kim châm, cổ lại bị người trước mặt hung bạo bóp chặt lấy, lồng ngực khó chịu như muốn vỡ ra. Cô lấy làm lạ, chuyện gì thế này? không phải cô đã chết rồi sao? Cô nhớ là mình bị cấp trên bán đứng, sau đó bị bắn chúng năm phát súng nên đã mất mạng rồi. Lập tức có một dòng ký ức chảy vào đầu óc cô, nhưng lại không phải là ký ức của cô. Thương Mai còn chưa kịp định thần lại thì đã bị ăn một cái tát trời giáng lên mặt, mạnh đến mức khiến đầu óc cô quay cuồng, nổ đom đóng mắt. Mùi vị của máu len lỏi trong khoang miệng, cô nôn ra máu tươi, cảm giác sau lưng đau đớn như lửa đốt, cô ngẩng đầu, lửa giận ngùn ngụt trong đáy mắt, dòng ký ức còn lưu lại trong đầu đã cho cô biết vừa rồi nguyên chủ của cơ thể này bị gậy đánh chết cô mới có thể xuyên không về hồi sinh vào thể xác người này trả lời bản cung người có chịu gả cho lương vương không lại là một câu chất vấn đầy giận dữ đi kèm đó là một cái tát trời giáng nữa người đánh cô chính là thái tử mộ dung trịnh đương triều một hình bóng màu xanh lục bổ nhào ra kéo mộ dung trịnh ra vừa khóc lóc vừa nói điện hạ đừng gây khó dễ cho tỷ tỷ nữa phụ thân hôm đó mặc dù uống say, quả thực đã sai lầm khi cho ta hứa hôn với lương vương điện hạ. Bắt tỷ tỷ thay ta gả đi thực sự làm khó tỷ ấy, hơn nữa, trong lòng tỷ tỷ cũng luôn tương tư mộ điện hạ ngài, ngài bắt ép tỷ ấy như thế, há chẳng phải là muốn ép chết tỷ ấy sao? Người ấy ướt lệ kiểu diễm, dáng vẻ yếu điệu yếu đuối, đó chính là muội muội của hạ thương mai hạ oanh nhiễm. Mộ dung trịnh thấy vậy thì vô cùng đau lòng, liền buông thương mai ra, quay sang nhẹ nhàng đỡ lấy hạ oanh nhiễm không khí ngay lập tức tràn vào lồng ngực thương mai, cô hít lấy từng hơi sâu, xua tan đi không khí chết chóc. Thương mai lảo đảo đứng dậy, nhưng sự đau đớn trên cơ thể khiến cô hít vào một hơi lạnh, đứng không vững, hai chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Ký ức còn sót lại cộng với cuộc đối thoại của hai người kia khiến cô ngay lập tức đoán ra được tình hình trước mắt. Phổ thân của chủ cơ thể là thừa tướng đương triều, một tháng trước khi uống rượu với lương vương điện hạ lúc uống say đã đồng ý với yêu cầu muốn lấy hạ oanh nhiễm làm thê tử của Lương Vương Điện Hạ. Audio điện tử võ tấn bền Thừa tướng sau khi tỉnh rượu thì hối hận vô cùng, bình thường ông thương thứ nữ hạ oanh nhiễm của phu nhân Nguyệt Nhung nhất, làm sao có thể nỡ gả nàng ta cho Lương Vương tàn bạo chứ? Hạ oanh nhiễm cũng khóc lóc làm loạn không chịu gả đi, vì nàng ta đã tâm đầu ý hợp với thái tử từ lâu, muốn trở thành thái tử phi. Thừa tướng bất đắc dĩ, đành buộc con gái cả Hạ Thương Mai thay muội muội gả cho Lương Vương. Hạ Thương Mai tuy là con gái cả, nhưng ở trong phủ thừa tướng, cô chưa từng được nhận sự tôn trọng của người làm con cả, mẫu thân của cô cũng bị thừa tướng ghét bỏ. Hạ Thương Mai cũng đương nhiên không đồng ý gả đi, Hạ Anh nhiễm lại càng khóc lóc kể lể với mộ dung trịnh. Những chuyện vừa xảy ra trong sân lần lượt hiện lên trong đầu Thương Mai. Mộ Dung Trịnh không những cấu kết với người trong phủ thừa tướng ép cô gả cho Lương Vương mà còn dụng hình tra tấn cô, Cô thậm chí có thể nghe thấy được lời cầu khẩn trước khi chết của Hạ Thương Mai cũ và máu của cô bắn khắp nơi. Hạ Thương Mai lửa giận mút trời, Mộ Dung Trịnh càng khinh miệt nhìn cô, đá qua một cái, ngươi mà cũng xứng đáng tương tư bản cung à? Cái thứ rác rưởi như ngươi, kể cả có tặng cho bản cung, bản cung cũng không thèm. Hạ Thương Mai vốn đã phải chịu tra tấn đau đớn, phát đá vừa rồi lại không hề lưu tình, mạnh đến mức cô lại nôn ra máu tươi lần nữa, cô siết chặt nắm tay trong đáy mắt hiện lên cơn phẫn nộ đang bùng phát mạnh mẽ. Cô định đứng dậy, nhưng cơ thể cô bị thương quá nặng, thậm chí chỉ cần khẽ động một cái, toàn thân liền đau đớn như bị xé ra. Hạ Anh nhiễm dịu dàng yếu ớt ở trước mặt, dùng khuôn mặt hối lỗi tiếp tục nói tỷ tỷ, xin lỗi, ta đã từng đồng ý với tỷ là sẽ không có suy nghĩ không an phận nào với điện hạ, nhưng một chữ tình này thực sự không thể nào kiểm soát nổi, ta càng kiềm chế tình cảm với thái tử điện hạ, thì tình cảm này lại càng sâu nặng càng không thể tự mình từ bỏ được, xin thứ lỗi cho ta đã không thể không lờ đi lời cảnh báo của tỷ. Biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Oanh Nhiễm cực kỳ đáng thương, nhưng Hạ Thương Mai biết rõ, đằng sau vẻ mặt ấy rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào. Mộ Dung Trịnh tức giận, sao ngươi dám ngăn cản bản cung và Oanh Nhiễm ở bên nhau? Loại nữ nhân như ngươi đúng là quá tàn độc. Hạ Oanh Nhiễm vội vàng giữ lấy tay Mộ Dung Trịnh, nước nở nói, điện hạ đừng trách tỷ tỷ, vốn dĩ người làm muội muội như ta không nên tranh giành với tỷ tỷ là ta sai là ta không thể khống chế được tình cảm của mình mộ dung trịnh nói oanh nhiễm nàng đừng nói nữa nàng đúng là quá mềm lòng nên mới luôn bị nàng ta bắt nạt hạ oanh nhiễm nhìn thấy hạ thương mai đang khốn đốn quá chừng trong ánh mắt liền lóe lên một tia thâm độc ả à dùng giọng khẩn cầu nói tỷ tỷ cầu xin tỷ hãy tác thành cho ta và thái tử điện hạ muội muội sẽ ghi nhớ ân đức của tỷ cả đời Thương Mai hít vào một hơi khí lạnh, cô lạnh lùng nhìn hai người bên cạnh diễn cảnh tình cảm ân ái như ở trốn không người, trong lòng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Ở thời hiện đại, cô là quân y của đội đặc công, sống một cuộc đời hào sảng vui vẻ, nên cô không muốn nói chuyện với loại người thích đấu đá lẫn nhau, giả tạo buồn nôn như ả ta. Ký ức sót lại trong đầu cho cô biết, Lương Vương có tật ở chân, mà hắn ta trời sinh tính cách tàn bạo, mặc dù chưa có chính phi, nhưng trong phủ đã có đến mười mấy thê thiếp, hơn nữa, nghe nói có đến nửa số thê thiếp đều đã trở thành tàn phế rồi, không cần hỏi cũng biết bọn họ đã phải sống những ngày như thế nào trong vương phủ. Nguyên chủ chắc hẳn đã biết điều này nên mới không chịu gả cho lương vương. Thương mai nhịn đau, dùng hết sức lực nghiến răng nói, muốn lấy hạnh phúc cả đời ta để thành toàn cho các người sao. Đúng là thứ vô liêm sỉ. Mộ dung trịnh nghe thấy vậy thì nổi giận lôi đình, hắn nhìn sang mẫu thân của hạ oanh nhiễm nguyệt nhung phu nhân đang ngồi trước hiên bây giờ không đánh thì còn để đến lúc nào nữa nguyệt nhung phu nhân vẫn luôn theo dõi từ đầu đến cuối trong lòng bà thực sự lo lắng khôn nguôi nếu hạ thương mai không đồng ý thì con gái bà hạ oanh nhiễm sẽ phải gả cho tên ác quỷ lương vương kia hôm nay thái tử đến gây áp lực bà những tưởng hạ thương mai sẽ đồng ý ai ngờ năm lần bảy lượt dùng hình mà nàng ta vẫn không chịu chấp nhận bây giờ nghe thấy lệnh của điện hạ bà ta không nhịn được trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nghiêm giọng nói, lên đi, đánh cho ta, đánh mạnh vào, đánh đến khi nào nó đồng ý mới thôi. Nguyệt Nhung phu nhân vừa hạ lệnh, hai tên hạ nhân cục cần thô bạo giữ lấy thương mai, từng gậy nặng nề rơi xuống lưng hạ thương mai, đánh cho cô rách ra toát thịt, máu thịt lẫn lộn. Tám năm theo ngành đặc công đã luyện cho cô ý chí sắt đá, cô nghiến chặt răng, chịu đựng hết những đau đớn và tủi nhục vốn chẳng thuộc về mình, từng ngụm máu tươi cứ thế phun ra, cây gậy trên lưng như muốn đánh gãy từng đoạn xương trong người cô. Nguyệt Nhung phu nhân và mộ dung trịnh không ngờ hạ thương mai lại cứng đầu đến vậy, Nguyệt Nhung phát cáu, bà ta cũng chẳng thèm duy trì uy nghi của mình nữa, bà rào bước xuống, một tay nắm tóc trước chán của hạ thương mai, dùng lực đập đầu cô xuống, ác nghiệt nói, mày còn không chịu đồng ý thì chính là tự mình tìm đường chết. Thương mai phì một tiếng, nhổ cả miệng đầy máu tươi lên mặt Nguyệt Nhung phu nhân, bà ta tức điên, Túm tóc ấn đầu cô xuống đất, dùng chân đạp lên gáy cô, "Này thì cứng đầu này, cứng đầu này." Mộ Dung Trịnh lạnh lùng nói, "Phí lời với nàng ta làm gì nữa. Nếu nàng ta còn không chịu, thì cứ làm theo kế sách trước đó của thừa tướng, gán tội thông dâm, đuổi mẫu thân của nàng ta ra ngoài, để xem Liên thị mang tội danh kinh khủng như thế bị đuổi ra khỏi phủ có thể sống nổi nữa không." Thương Mai Điên cuồng phẫn nộ, trong cơn tức giận, dường như còn mang theo chút đau lòng, "Đây không phải là cảm xúc của cô." mà là cảm xúc còn sót lại lưu trong đại não và trong tim của nguyên chủ. Cô có thể tưởng tượng ra trước khi nguyên chủ này chết đi, điều duy nhất mà cô ấy không buông bỏ được chính là mẫu thân của mình liên thị. Trong cơn mê man, Thương Mai chỉ nghe thấy một giọng nói uy nghiêm vang lên, ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ rồi, đánh mạnh thêm chút nữa, khi nào mất đi thì cho lên kiệu hoa, thứ lương vương muốn chỉ là lấy đích nữ của phủ thừa tướng làm vương phi, còn sau này nó có tàn phế hay bị hủy hoại dung nhan thì lương vương cũng không quan tâm đâu. Thương Mai khắc ghi giọng nói này trong lòng, kinh nghiệm nghề đặc công cho cô biết, giọng nói này chắc hẳn là phụ nhân của nguyên chủ hạ thừa tướng. Hổ dữ không ăn thịt con, mà tên hạ thừa tướng này còn không bằng chó lợn. Một trận đòn roi khắc nghiệt lại một lần nữa giáng xuống lưng cô, cuối cùng cô mất đi. chương 2, lưỡi dao sắc. Không biết bao lâu sau, bên tai cô vang lên tiếng khóc lóc ỉ ôi. Cô từ từ mở mắt, trước mặt là một gương mặt tròn chính đầy vết bầm tím, cô biết người trước mặt này là ai, Tiểu Khuyên. Nha hoàn của nguyên chủ Tiểu Khuyên. Tiểu thư, nô tỳ không thể bảo vệ tiểu thư, xin người thứ lỗi. Tiểu Khuyên khóc lóc thảm thiết. Thương Mai cố nhịn cơn đau nhức nhối khắp cơ thể, cô từ từ đứng dậy, khó khăn bước từng bước đến chiếc ghế mà ban nãy Nguyệt Nhung phu nhân ngồi, hai chân và lưng cô bị thương rất nặng, ngồi trên ghế mà cảm thấy như ngồi trên bàn trông, nhưng cơn đau thấu tâm can thế này mới có thể khiến cô giữ được tỉnh táo một giọng nói thảm thiết vang lên trong đầu cô ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi cô biết đây là giọng nói của nguyên chủ siết chặt nắm đấm ngón tay giữa chạm vào một khối kim loại lạnh lẽo cô giật mình lập tức cúi đầu đoạt phách hoàn đoạt phách hoàn cũng theo cô đến đây sao đoạt phách hoàn là một thứ vũ khí được các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra khi cô còn ở trong đội đặc công bên trong có một con chip có thể tự động hấp thụ năng lượng trong ánh sáng mặt trời và không khí để biến thành vũ khí tấn công. Bao giờ tổ chức hôn lễ, thương mai lạnh lùng xoay xoay đoạt phách hoàn, hỏi tiểu khuyên đang khóc thương tâm. Tiểu khuyên vừa khóc vừa trả lời, tiểu thư, là ngày mai. Ngày mai, thương mai chậm chậm khép nghi, tất cả những chuyện vừa xảy ra lúc nãy đang hiện lên trong đầu như một bộ phim. Mỗi lần chúng được phát lại, sự phẫn nộ trong cô lại tăng thêm một phần, mong muốn báo thù cho nguyên chủ lại càng bức thiết hơn một phần, Mẫu thân ta đâu?" Thương Mai khàn giọng hỏi. Tiểu Khuyên nghiến răng nghiến lợi nói, trong lúc tiểu thư bị Nguyệt Nhung phu nhân bắt đi, phu nhân đã đến phòng lão phu nhân làm loạn một hồi, lão phu nhân trong cơn tức giận đã nhốt phu nhân trong phòng tối rồi. "Lão phu nhân." Trong đầu Thương Mai hiện lên một gương mặt già cả mà uy nghiêm, một vị lão phu nhân có thể vì danh dự của gia tộc mà chối bỏ cả người thân. "Đi báo cho lão phu nhân và thừa tướng, nói ta bằng lòng lên kiệu hoa." nhưng ông ta phải thả mẫu thân ta ra trước. Thương Mai nhẹ nhàng nói. Tiểu Khuyên nghe thấy vậy lại càng khóc thương tâm hơn. Nàng biết Tiểu Thư đã không còn cách nào nữa rồi. Nếu không gả đi thì chắc chắn chỉ còn lại một con đường chết. Tiểu Khuyên đi chưa được nửa canh giờ, Liên Thị đã trở về rồi. Bà được khiêng vào trong. Lão phu nhân chỉ phủ rất nghiêm, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho Liên Thị dám đến làm loạn. Bà ta lệnh cho người đánh cho Liên Thị một trận thừa sống thiếu chết. Nguyệt Nhung phu nhân đích thân đưa Liên Thị trở về, bà ta đắc ý nhìn thương mai, sớm muộn thì cũng phải chấp nhận, nếu đồng ý sớm một chút thì đã đỡ phải chịu nỗi đau thể xác rồi, hà tất gì phải thế. Đúng là đồ ngu. Thương mai nhìn chăm chăm vào gương mặt dương dương tự đắc kia, tư liệu về Nguyệt Nhung phu nhân đang dần được hình thành trong đầu cô. Nguyệt Nhung phu nhân, Trần Nguyệt Nhung, quá phụ, được gả vào phủ thừa tướng, sau khi vào phủ thì mang thai đôi, sinh ra con gái Hạ Oanh Nhiễm và con trai Hạ Lâm, từ đó càng nhận được sự yêu thương của thừa tướng, rõ ràng là thân phận thê thiếp, nhưng lại xưng với bên ngoài là Nguyệt Nhung phu nhân, trực tiếp cướp đi vị trí chính thất của liên thị. Mà vừa rồi lại là bà ta ra tay dụng hình, làm cho cô và nguyên chủ phải chịu đau đớn một trận. Thương Mai nhìn bà ta với ánh mắt đầy hiểm ác, đột một giơ tay, dùng lực toàn thân dáng lên mặt Nguyệt Nhung phu nhân một cái tát. Nguyệt Nhung phu nhân sững sờ, dường như không thể tin nổi hạ thương Mai dám đánh mình. Người muốn chết à, cơn thịnh nộ ập đến hiển rõ trong ánh mắt của bà ta, như muốn ăn tươi nuốt sống thương mai. Thương mai lạnh lùng đáp lại, cái tát này là phần lãi, những gì bà nợ hạ thương mai, ta sẽ dần dần đòi lại hết. Được lắm, muốn tạo phản à, lại đây, Nguyệt Nhung phu nhân đang định gọi người, thương mai rút chiếc châm cài tóc, nhanh như chấp kề lên cổ Nguyệt Nhung phu nhân. Ngươi dám, Nguyệt Nhung phu nhân thở ra một hơi lạnh, bà ta nhìn thương mai mà không dám tin vào mắt mình. Thương Mai cười gần, đằng nào cũng chỉ là chết thôi, phu nhân có muốn dùng mạng sống cao quý của bà đổi lấy cái mạng đê hèn của ta không? Thần sắc Nguyệt Nhung phu nhân có chút chùn lại, người muốn thế nào? Mời đại phu đến đây, chữa trị cho mẫu thân ta, nếu không dù ta có chết cũng sẽ không lên kiệu hoa. Nói xong, cô thu lại cây châm, từ từ túm gọn những lọn tóc buông xóa trên vai, cuốn thành một búi tóc gọn gàng. Hận thù trào dâng lên từ đáy mắt Nguyệt Nhung phu nhân, bà ta hận không thể xé cô thành ngàn mảnh, nhưng bà ta cũng biết bây giờ không nên chọc giận cô, nếu không cô ta sẽ từ chối lên kiệu hoa, vậy thì giấc mộng thái tử phi của anh nhiễm sẽ tan thành mây khói. Bà ta hừ một tiếng, cứ đợi đấy, đợi nàng ta bị gả đến lương vương phủ, đến khi cuộc sống của nàng ta còn không bằng xúc vật. Nói xong, bà ta lạnh lùng phủi tay áo rời đi. Nguyệt Nhung phu nhân thực sự đã mời đại phu đến cho liên thị, Thương Mai đương nhiên cũng lấy được một ít bạch dược và thuốc trị nội thương, trong hòm thuốc của đại phu có một túi kim, cô đưa cho ông ta ba lượng bạc để mua túi kim đó. Đại phu xem xét vết thương trên người Thương Mai, ông ta lấy làm kinh ngạc, tại sao nàng ta vẫn có thể đứng dậy được, vết thương nặng như thế này, ít nhất cũng phải nằm liệt trên giường nửa tháng. Xem, đại tiểu thư của phủ thừa tướng này, là một người có ý chí vô cùng kiên cường. Sau khi đại phu rời khỏi, Liên thị dần dần tỉnh lại nhìn thấy con gái mình toàn thân và trên mặt toàn là vết thương bà không nhịn được buồn bã là mấu thân đã hại con thương mai nắm lấy tay bà nước mắt chảy dài trước giờ cô không phải là người dễ rơi nước mắt nhưng khi nhìn thấy vẻ tiếc thương sâu đậm trong ánh mắt liên thị một cô gái chưa từng được nhận tình yêu thương của mẹ như cô không khỏi thấy trái tim mình run rẩy bên cạnh tai cô không ngừng vang lên một giọng nói ta không cam tâm ta hận nếu có người báo thù cho ta kiếp sau ta xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cô biết đây chính là oán khí của nguyên chủ hạ thương mai không tan được đang quanh quẩn trong đầu cô cô ghé sát vào tai liên thị nhẹ nhàng nói mẫu thân đừng sợ bây giờ chúng ta tính kế vẫn còn kịp liên thị sướng sỡ yên lặng nhìn cô tính kế thương mai cong môi tạo thành một nụ cười lạnh lùng hằn học không sai tính kế cho những kẻ hại hai mẹ con ta từng kẻ một phải đi xuống địa ngục ở trong đội đặc công cô là quân y nhưng thỉnh thoảng cũng phải đi làm nhiệm vụ tại hiện trường, tay của cô cũng đã nhuốm đấy máu, những kẻ mà cô giết đều mang tội ác tài trời. Liên thị từ từ đứng dậy, ánh mắt khóa chặt trên người thương mai. Trong lòng bà có chút bất an, nhưng cảm giác bất an này dần dần trở thành một sự phấn khích khó hiểu, sự phấn khích được báo thù. Để đảm bảo thương mai sẽ lên kiệu hoa thuận lợi, đêm đó, hạ thừa tướng đã đến. Thương mai uống thuốc xong, đang chìm trong mê man thì nghe thấy bên tai có một giọng nói rất quen thuộc, cô mở chừng mắt gần như ngay lập tức nếu con ngoan ngoãn nghe lời đương nhiên phụ thân sẽ không xử tệ với mẫu thân con nhưng nếu ngày mai con dở trò gì thì đừng trách ta trở mặt vô tình nói xong ông ta vứt xuống một bức hưu thư rồi lạnh lùng lên tiếng nếu con lên kiệu hoa bức hưu thư này sẽ được hủy còn nếu không nó sẽ được thông cáo thiên hạ sau đó ông ta không thèm nhìn liên thị lấy một lần đã quay người bỏ đi liên thị nhặt bức hưu thư lên đọc kỹ càng từng chữ, bức hưu thư nói bà mang tội danh thông dâm với hạ nhân, thông báo đến toàn thiên hạ, đuổi ra khỏi phủ, sống chết thế nào cũng không còn liên quan đến nhau. Bà chậm chậm nhắm mắt, nhớ lại 18 năm trước, nam nhân tuấn tú si tình ấy đã nói với bà, cả đời này, chỉ yêu một mình bà, mãi mãi không xa rời. Ông ta bám lấy mãi mới chiếm được trái tim của bà, nhưng bà gả cho ông ta được một năm, toàn bộ mọi thứ đã thay đổi. Bà muốn xé bức hưu thư ấy đi, nhưng thương mai đã nhanh tay cướp lấy, nhét vào trong tay áo, cô nói với bà, bức thư này là một con dao sắc, mẫu thân phải nắm chắc con dao này, đâm vào tâm can những kẻ dám hãm hại người. chương 3, Hủy hôn Trước khi liên thị được gả cho hạ thừa tướng, bà là một tài nữ nước tiếng thiên hạ, kiến thức huyên thâm, tuy không đến mức trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, nhưng cũng là một nữ nhân thông minh, duyên dáng. Bà nhìn ngắm khuôn mặt của thương mai, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, bà biết, con gái của mình đã chết rồi. Thu giết con, sao có thể không báo? Ngày 18 tháng 5, con gái cả của Hạ Thừa Tướng Hạ Thương Mai được gả cho Lương Vương Mộ Dung Toàn, hôn lễ được tổ chức rộn rã linh đình. Trời còn chưa sáng, Thương Mai đã bị lôi khỏi giường, trải tóc trang điểm, khoác lên mũ phượng khăn quàng, ăn mặc đoan trang xinh đẹp. Nguyệt Nhung Phu Nhân và Hạ Oanh Nhiễm Đích Thân đến xem xét, trước khi tiến Thương Mai ra khỏi cửa, Nguyệt Nhung Phu Nhân thấp giọng cảnh cáo, hôm nay tốt nhất người hãy ngoan ngoãn mà lên kiệu hoa đi, nếu không thì đừng trách. Hạ oanh nhiếm cũng bước đến, cười nhạt tiếp lời, ỷ ngươi là trưởng nữ thì đã sao? Không phải là vẫn đành gả cho một tên tàn phế sao? Nghe nói lương vương tàn bạo bất nhân, yêu thích đánh đập thê thiếp, vị vương phi như ngươi không biết có thể qua được một năm không nhỉ? Nếu ngươi mà chết thì cũng đáng tiếc thật đấy, sau này ta không tìm được ai để bắt nạt nữa rồi. Nói xong, nàng ta hung hăng đắc ý cười rộ lên. Tấm khăn trùm đầu màu đỏ che đi đôi mắt của Thương Mai, cũng che đi cả tia sáng lạnh lẽo kia. Theo quy tắc, khi Thương Mai ra khỏi cửa phải từ biệt lão phu nhân và trưởng bối trong nhà trước. Trong cung phái cung nữ đến tiễn Thương Mai lên xe hoa, đương nhiên cũng sẽ cùng Thương Mai hoàn thành hết các lễ nghi cần thiết. Lão phu nhân nói với Thương Mai đầy hiền từ và yêu thương, sau này được gả đến vương phủ rồi, không được làm loạn như trước khi xuất giá nữa, thân làm vương phi, từng lời nói cử chỉ đều phải thận trọng. Đoan Trang, độ lượng, tuyệt đối đừng giống như mẫu thân con, cả ngày chỉ biết ghen tuông tranh giành, la lối làm loạn. Lão phu nhân không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chỉ trích Liên thị, cho dù có đang ở trước mặt cung nữ trong cung. Bởi vì trước khi Liên thị bước vào phủ thừa tướng, bà có danh tiếng quá nổi bật, sau khi vào phủ thì chưa từng sinh được con trai, lão phu nhân muốn đuổi bà từ lâu rồi. Thương Mai âm thầm siết chặt tay, Thương Mai xin nghe theo lời dạy bảo của lão phu nhân cô nhịn một lần này, chờ đợi lát nữa được bộc phát. một chiếc kiệu hoa đỏ treo rèm lụa màu danh giá đang đợi trước cửa phủ thừa tướng. cửa kiệu trang trí bằng ngọc quý, thể hiện rõ thân phân cao quý của tân nương. đội danh dự đứng hai bên thổi kèn mừng. những chàng pháo dài được đốt từng dây từng dây một, nổ đùng đoang, giải sát pháo đỏ cả con phố. tân lang lương vương mộ dung toàn mặc hỉ phục oai phong lấm liệt cưới trên bạch mã, tay cầm dây cương, ngạo mạn ngồi đợi hỉ nương cóng tân nương hạ thương mai ra ngoài. Hắn ngồi trên ngựa trắng, tư thái nghiêm nghị, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của một kẻ tàn tật ở chân, người nào không biết còn tưởng hắn là một thanh niên tuấn tú cao sang quý phái. Hôm nay thái tử điện hạ Mộ Dung Trịnh cũng đến rước dâu cho huynh trưởng của mình. Hắn thực sự quá vui sướng, Hạ Thương Mai gả cho tên huynh trưởng phế vật kia thì mình có thể rước Hạ Oanh nhiễm về, có được sự ủng hộ của thừa tướng, rồi có được cả thiên hạ cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi khắp nơi tụ tập đông đủ các khách quý và bách tính nhân dân đến xem linh đình rộn rã hôm nay là ngày vui của con trai hoàng đế đương triều lương vương và con gái trưởng của thừa tướng đương triều gây náo động khắp nơi lúc đang định bước lên kiệu hoa lại thấy tân nương vẫn ở trên lưng hỉ nương tháo bỏ khăn trùm đầu ném xuống dưới đất rồi lạnh lùng tuyên bố ta không gả biến cố này khiến khách khứa và bách tính hiếu kỳ đến xem đều được một phen kinh ngạc đại tiểu thư phủ thừa tướng bị điên rồi sao Bây giờ Kiều Hoa đã đợi sẵn trước cửa rồi, sao còn có thể dở chứng nói không gả được. Khách quan đều nhìn thấy rõ ràng cơn thịnh nộ đang dâng lên trên khuôn mặt lương vương mộ dung toàn. Hạ thừa tướng sững sờ, trong ánh mắt hiện rõ sự giận dữ, bước một bước dài về phía trước, định nhặt chiếc khăn đội lại lên đầu cô, nhưng hạ thương mai đã lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn ông ta. Không được làm loạn, hôm nay là ngày vui của con và lương vương, tuyệt đối không được làm loạn đâu hạ thừa tướng mặt mày biến sắc, không ngờ ngày thường cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, đến tận ngày hôm nay mới nổi loạn, ông ta thực sự đã quá sơ suất. Ngày hôm nay biết bao nhiêu đồng liêu đang có mặt ở đây, đúng là quá mất mặt. Thương Mai mang theo toàn thân đầy thương tích, vứt mũ phượng xuống, khập khiếng đi đến trước phó ngựa, quỳ trước mặt Lương Vương, ngẩng chiếc cầm đầy ngoan cường, Lương Vương điện hạ, hôm nay thần nữ không cố ý làm mất mặt điện hạ, thần nữ hủy hôn cũng là bất đắc dĩ, phụ thân và thái tử dùng đòn roi ép buộc, lại ngụy tạo tội danh thông dâm hãm hại mẫu thân ta, muốn từ bà, để ép thần nữ phải gả cho lương vương điện hạ, thần nữ không thể để điện hạ bị kẻ khác lợi dụng, nên hôm nay mới lên tiếng hủy hôn. Thần nữ xin chịu sự trách phạt của điện hạ và hoàng hậu nương nương, có chết cũng không nửa lời oán trách. Từ lúc lương vương thấy thương mai khập khiếng đi đến trước mặt mình, cơn giận đã chạm đến đỉnh điểm, hắn ngước đôi mắt u ám, nhìn chăm chăm vào hạ thừa tướng, lạnh lùng lên tiếng tốt, tốt lắm, coi như hôm nay bản cung đã được biết đến thủ đoạn của thừa tướng. Mộ Dung Trịnh không ngờ Hạ Thương Mai lại từ chối lên kiệu hoa trước mặt bao nhiêu bách quan văn võ đại thần trong Hoàng Cung, lại còn nói hết chuyện hôm qua ra, hắn tức giận điên cuồng, đi lên đá Thương Mai một phát tiện nhân, người nói linh tinh cái gì đấy. Hạ Thừa Tướng cũng mang vẻ mặt đau lòng nhức óc, ông ta giận dữ nói yêu nghiệt, gả cho Điện Hạ là do ngươi dùng trăm phương nghìn kế cầu xin, vốn ta không định đồng ý, nhưng người sống chết đòi gả vào vương phủ làm vương phi, bây giờ lại càn quấy thế này, rốt cuộc là ai đã dạy cho ngươi hả? Có phải là mẫu thân ngươi vẫn nùng nấu ý muốn gả ngươi cho thái tử điện hạ để một bước thành phượng hoàng không? Phụ thân đã sớm nói với người rồi, đừng có suy nghĩ ấy, được lương vương điện hạ quan tâm đã là phúc phận ba đời của ngươi rồi. Khách quan nghe thấy vậy thì không thể không nhìn hạ thương mai một cách hoài nghi, con người thừa tướng tuy không hẳn là chính trực, nhưng một người làm cha át hẳn không thể làm ra chuyện ép gả con gái như thế được. chẳng nhẽ trong chuyện này còn có nội tình gì? nghĩ đến mẫu thân hạ thương mai liên thị cũng từng là một nữ nhân có tham vọng, chẳng nhẽ bà ấy thực sự muốn gả con gái mình cho thái tử điện hạ để nhòm ngó môi vị? một bên là đại quan nhất phẩm đương triều, một bên là phu nhân khuê phòng và thiếu nữ, xét nhân phẩm thì đương nhiên mọi người đều sẽ bằng lòng tin tưởng thừa tướng. Thương Mai thấy ánh mắt xem thường của mọi người xung quanh nhưng mặt vẫn không hề biến sắc, cô rút từ trong tay áo ra một bức hưu thư, bức hưu thư này là phụ thân ta đã để lại cho ta đêm qua, phụ thân nói, nếu ta đồng ý lên kiệu hoa thì bức hưu thư này sẽ được hủy đi, còn nếu không, sẽ được thông cáo thiên hạ, để định tội mẫu thân ta. Lương Vương giơ tay lên, liền có người đi đến lấy bức hưu thư từ trong tay cô đưa đến cho Lương Vương. Lương Vương xem qua một lượt rồi thuận tay ném đi, bức thư rơi trên mặt đất, những ánh mắt sắc bén của người xem xung quanh đều vội vàng tập trung vào nội dung của bức thư đám đông rộ lên bức thư này từng chữ đều rất tuyệt tình xem ra những lời hạ thương mai vừa nói đều là thật sắc mặt hạ thừa tướng lúc xanh lúc trắng ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến hạ thương mai lại dám đưa bức hưu thư đó ra thông cáo thiên hạ thật hôm qua ông ta để lại bức hưu thư vốn dĩ muốn gây áp lực cho cô khiến cô ngoan ngoãn nghe lời bây giờ lại thành bị cô nắm thóp Lương vương mặt không biểu cảm nhìn hạ thương mai, chuyện ngươi dám hủy hôn từ chối lên kiệu hoa sẽ có hoàng hậu xử lý, ngươi cứ trở đi. Nói xong, hắn lạnh nhạt liếc qua thái tử mộ dung trịnh, nói thái tử điện hạ, quà quý của ngươi và thừa tướng, người làm huynh đệ đây xin được nhận, khắc ghi trong lòng. Mộ dung trịnh và thừa tướng đều mặt mày biến sắc. Trên lầu đối diện phủ thừa tướng, có một nam nhân mặc áo choàng gấm màu đen đang đứng đó, nét mặt lạnh lùng, đôi mày sắc như lưỡi kiếm, đồng tử sâu thẳm như biển cả, hắn đứng trước gió, dáng vẻ cao quý oai phong như một vị thần, liếc nhìn tất thảy mọi việc. Vương ra, có cần xuống đó giúp lương vương một tay không? Bị mất mặt như thế, chỉ sợ ngài ấy bây giờ sắp tức chết mất thôi. Một cận vệ mang kiếm mặc y phục màu đen đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Nam nhân chậm rãi lắc đầu, khóe môi cong lên tạo thành một độ cong lạnh như băng, xem chuyện vui, càng to càng vui. Kẻ dám đắc tội với thái tử quả thực không có được mấy người, nhà đầu này rất có khí phách, chỉ tiếc là những kẻ có khí phách đều sẽ chết rất thảm. chương 4, Ngược Đãi Thấy Lương Vương đi rồi, Hạ Thừa Tướng lập tức cảm thấy bối rối, bất giác nhìn về phía thái tử Mộ Dung Trịnh. Mộ Dung Trịnh vô cùng tức giận, không ngờ ông ta lại làm việc kém cỏi như vậy, ngay cả con gái mà cũng không làm sao giải quyết được, nên đâu còn sẵn lòng ở lại đây để mất mặt xấu hổ nữa. Mộ Dung Trịnh lập tức lạnh lùng nhảy lên ngựa, cốc ngựa mà đi. Chú rể và thái tử đều đã đi rồi nên tất nhiên đội ngũ đón tân nương cũng chẳng ở lại nữa, cả phủ lập tức rơi vào tĩnh lặng. Hạ thừa tướng và phu nhân Nguyệt Nhung cũng không biết phải xử lý cục diện dưới mắt như thế nào, lúc này lão phu nhân từ trong phủ đi ra, phong thái vẫn uy nghiêm, "Xin lỗi mọi người, chuyện hôm nay đã làm phiền các vị rồi, các vị hãy về trước đi, sau này lão thân sẽ đến tạ lỗi." Mọi người thấy lão phu nhân hạ lệnh đuổi khách, cũng biết không thể ở đây xem náo nhiệt nữa, còn hạ thương mai đó từ chối lên kiệu hoa đã làm mất mặt tướng ra như vậy, e là sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Hơn nữa, nàng từ chối lên kiệu hoa, nếu hoàng hậu nương nương muốn hỏi tội, tất nhiên sẽ hỏi tội nàng, với thủ đoạn của hoàng hậu nương nương. Cha, e là một cô nương xinh đẹp như vậy sẽ hồng nhan bạc mệnh mà thôi. Trong số khách mời, có một người đàn ông trung niên dáng vẻ tuấn tú nhìn chằm chằm thương mai mấy lần rồi mới lên xe ngựa rời đi người này là an thân vương năm đó ông ta từng theo đuổi liên thị đến nay vẫn chưa lập thất nghe người ta đồn vì liên thị ông ta thề cả đời không cưới ai trên lầu đối diện một người đàn ông mặc áo bảo nói hết trò hay để xem rồi vào cung đi thị vệ vội vàng đuổi theo nói e là đại tiểu thư nhà họ hạ này sẽ chết chắc rồi nam tử nhếch môi cười lạnh lùng với cách làm người của hoàng tẩu sao có thể cứ thế buông tha cho nàng chứ chưa đầy hai canh giờ nữa hoàng tẩu sẽ triệu hạ thương mai vào cung bản vương đánh cược với ngươi một lượng bạc hạ thương mai sẽ chết trên đường trở về phủ thị vệ cười nói được thuộc hạ cược vở kịch mà hôm nay hạ thương mai sắp xếp khá hay nghĩ đến nàng là cô gái thông minh thuộc hạ cược nàng có thể bay nhảy thêm hai ngày nữa chỉ là cuối cùng nàng vẫn sẽ khó thoát khỏi cái chết lão phu nhân thấy khách khứ đã giải tán hết lạnh lùng ra lệnh tất cả mọi người trở về phủ đóng cửa phủ Thương Mai bị kéo trở về, vứt vào trong sân, không đợi lão phu nhân lên tiếng, hạ thừa tướng đã tiến lên đá mạnh vào cô mấy đá, tức giận quát, đồ đê tiện, ngươi làm mất hết mặt mũi của ta, dù ta có giết ngươi cũng không đủ. Thương Mai vốn đã bị thương nặng, lại bị ông ta đá mấy đá, đâu còn chịu nổi nữa, gần như ngất đi. Cô mấy lần về chiếc nhẫn định giết hạ thừa tướng, nhưng cuối cùng lại cố hết sức nhịn xuống được. Lão phu nhân ra lệnh, bây giờ đánh thì làm được gì, Lương Vương chắc chắn đang đi vào cung rồi, người hãy suy nghĩ một chút xem lát nữa phải đối phó với sự tức giận của hoàng hậu nương nương như thế nào. Hạ thừa tướng cảm thấy rất phiền não về chuyện này nhưng lại không biết phải làm sao, hỏi: "Mẫu thân, vậy nên làm như thế nào?" Lão phu nhân liếc xéo ông ta một cái, "Còn có thể làm thế nào nữa, việc này nhất định phải có một người đứng ra gánh chịu hậu quả, vậy hãy để cho kẻ đê tiện đó gánh hết tất cả tội danh đi." Hoàng hậu nương nương và lương vương đều chỉ cần trừng phạt một người để vãn hồi mặt mũi mà thôi, sẽ không trách tội ngươi quá nhiều đâu. Nhưng mà ngươi đấy, không phải mẫu thân nói ngươi đâu nhưng chuyện lớn như vậy mà ngươi lại không hề có chút phòng bị nào, chuyện thành công thì không thấy, nhưng chuyện thất bại thì lại có thừa. Bị lão phu nhân nói vài câu, hạ thừa tướng lại lập tức trở nên giận dữ, đạp thương mai một đạp, nói: "Ai nghĩ được nó lại có thể như vậy chứ, tối hôm qua nó cũng đã đồng ý rồi." Phu nhân Nguyệt Nhung lo lắng nói, mẫu thân, bây giờ không phải lúc truy cứu, giao nó ra thì có thể làm dịu hoàng hậu nương nương sao? Đi được tới đâu hay tới đó, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ chuyển nó vào cung hỏi tội, các người hãy đều làm ra vẻ vì đại nghĩa diệt thân cho ta. Lão phu nhân nghiêm nghị nói. Vâng, hạ thừa tướng đáp. Phu nhân Nguyệt Nhung cúi đầu liếc nhìn thương mai nằm dưới đất, chán ghét nói, thật không ngờ nó lại thủ đoạn như vậy, có thể che mắt tất cả chúng ta bà ta vừa dứt lời hạ oanh nhiễm đã lao ra là một thiếu nữ khuê phòng nàng ta không thể xuất hiện ở bên ngoài sau khi nghe người hầu bẩm báo nói hạ thương mai từ chối lên kiệu hoa còn náo loạn ở cửa phủ thừa tướng một trận làm hại thái tử điện hạ mất mặt nàng ta lập tức nổi giận lao ra thấy thương mai bị đánh nằm trên mặt đất nàng ta không hề nghĩ ngợi tức tối xông lên đè lên người thương mai tát liền mấy cái nhưng nàng ta vẫn chưa hết hận khi nàng ta định đánh tiếp Thương Mai đột nhiên mở to mắt, cô dùng hết sức đẩy Hạ Oanh Nhiễm ngã sang phía bên phải, cắn một cái vào lỗ tai nàng ta, cắn đến mức cả người run rẩy, nhưng kiên quyết không nhả ra. Máu từ khóe miệng của cô chảy ra, Hạ Oanh Nhiễm đau đớn hét ầm lên, hai tay hai chân đập vào Thương Mai nhưng Thương Mai vẫn không buông. Phu nhân Nguyệt Nhung thấy thế, tức giận đến cả người run lên, chỉ vào người hầu nói, còn không mau tới kéo nó ra. Thương Mai bị mấy gã người hầu kéo ra, nguyệt nhung phu nhân lập tức tiến lên tát cô mấy cái đánh đến mức tay bà ta cũng run vì đau nhức máu tươi từ trong miệng thương mai tràn ra nhưng cô hoàn toàn không để ý còn cất tiếng cười to được đánh đi ép ta rồi tất cả các người đều sẽ chết đừng ai mong sống sót hạ thừa tướng thấy thái độ cô vẫn phách lối như vậy thì tức giận đến run người lập tức đến quỳ trước bài vị tổ tông không có mệnh lệnh của ta không được phép đứng lên đến khi nào hoàng hậu nương nương có ý chỉ mới thôi Thương Mai ngẩng đầu, mở to mắt, ánh mắt đầy vẻ quật cường lạnh lùng, máu vẫn đang chảy từng giọt, từng giọt từ trên trán xuống, khiến người ta nhìn thấy thấy mà giật mình. Mấy bà già định kéo cô, nhưng cô lạnh lùng thốt lên, kẻ nào dám động vào ta. Mấy bà già đều bị khí thế hung hăng của cô dọa sợ, nhất thời không dám bước lên. Thương Mai nhếch môi nhìn chằm chằm Hạ thừa tướng, nham hiểm nói, rồi sẽ có một ngày, ông sẽ phải trả giá đắt cho tất cả những hành vi hôm nay của ông dứt lời, cô lê người đầy vết thương đi về phía từ đường. Những bông hoa máu dọc theo lưng cô rơi trên sàn nở rộ như những bông hải đường, bóng lưng nhỏ yếu ưỡn thẳng tắp, cô nắm chặt nắm đấm, nén sự đau đớn xuống tận đáy lòng, đây không phải tâm trạng của cô, mà chỉ là tâm tình của nguyên chủ lưu lại trong đại não, nguyên chủ luôn khát khao tình thương của cha, tiếc là, đến chết nàng vẫn chưa từng có được. Cô nhất định phải giúp nguyên chủ báo thù. Hạ thừa tướng hơi ngây người một lát, ông ta bị ánh mắt đó của Thương Mai dọa, có chút hoảng hốt. Hạ anh nhiễm được người hầu dìu trở về, nếu Thương Mai dùng thêm chút sức, nhất định sẽ cắn rơi lỗ tai nàng ta. Nàng ta rất hận Thương Mai, hận không thể dùng nghìn đao băm thay Thương Mai. Lão phu nhân ngước mắt, ánh mắt lóe lên ánh sáng ác độc, các người nghe đây, tất nhiên Hoàng hậu sẽ hỏi tội nó, nếu nó còn sống suốt cung, ba ngày sau. Người hãy vào cung bẩm báo hoàng hậu nương nương nói đồ đê tiện đó đã bị bệnh nặng mà chết đi, như thế hoàng hậu nương nương sẽ hiểu được tâm tư của ngươi. Vâng, con đã biết, không sai, trong cung cũng chỉ cần một người đứng ra chịu trách nhiệm mà thôi, người chết rồi thì hoàng hậu nương nương có thể bất giận. Thương Mai quỳ gối trước bài vị tổ tiên nhà họ hạ, cô nhìn chầm chầm từng cái bài vị đó, những bài vị đó cũng từ trên cao nhìn xuống cô. Cô gần từng chữ nói, các người hãy nhìn xem, xem tôi làm sao khiến nhà họ hạ trời rung đất chuyển, báo thù cho hạ thương Mai đã chết âm thanh tàn nhẫn, hết sức kiên quyết. Cô xoay đoạt phách hoàn trên ngón tay trỏ. Cô là linh hồn xuyên không tới, cô suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không hiểu tại sao đoạt phách hoàn lại theo cô tới đây. Hôm nay cũng không phải cô không phản kháng, mà là không thể phản kháng, bởi vì năng lực của cô còn chưa đủ chống lại toàn bộ phủ thừa tướng. Hôm nay, còn có một cửa ải phải xông vào, mấu chốt, chính là lợi dụng đoạt phách hoàn và y thuật của cô. Chương 5, vào cung thương mai cứ quỷ như vậy, thời tiết tháng năm hết sức nóng bức, mặt trời gay gắt thiêu đốt trên đỉnh đầu cô, máu trên trán đã ngừng chảy, mồ hôi chảy qua vết thương do roi quất đau rát. Quỳ được một canh giờ, cô cảm thấy sắp không chịu được nữa, cơ thể lung lay sắp đổ. Thấy cô quỳ không ngay ngắn lắm, bà già giám sát cô đá vào người cô một cái, khiến mắt cô nổi đom đóm, như sắp té xỉu. Ánh mắt cô đầy căm hận, hai tay chống xuống đất, quét một chân về phía bà già đó, bà già không ngờ cô lại đột ngột ra chân, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Thương Mai một tay bóp cổ bà ta, tàn nhẫn nói, một kẻ hầu như ngươi mà cũng dám bắt nạt ta, không muốn sống nữa phải không? Ngươi, bà già bị ánh mắt cô dọa cho sợ hãi, thật lâu sau mới mạnh miệng nói, là tướng ra lệnh cho nô tỳ đến giám sát đại tiểu thư, đại tiểu thư dám không tuân theo mệnh lệnh của tướng ra sao? Thương Mai cười lạnh một tiếng, quỳ gối trên cánh tay bà ta, đầu gối dùng sức, bà già đau đớn hét lên. Thương Mai vẻ mặt lạnh băng nói, phụ thân bảo ta quỳ gối trước bài vị tổ tiên, chẳng phải ta vẫn đang quỳ sao. Bà già vô cùng đau đớn, người có chí khí không chịu thiệt thòi trước mắt, đành phải liên tục cầu khẩn, đại tiểu thư thứ tội, nô tỉ biết sai rồi. Nhưng Thương Mai vẫn quỳ trên cánh tay bà ta không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh băng. Đến khoảng giờ thân, có hai ma ma trong cung tới, Nói hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến đại tiểu thư Hạ Thương Mai của phủ thừa tướng. Rốt cuộc đã đến rồi. Ánh mắt Thương Mai lóe lên, đây mới là chuyện khó khăn nhất, chỉ cần hơi không cẩn thận chút thì sẽ chết không có chỗ chôn. Khi ma ma mang cô đi ra, phu nhân Nguyệt Nhung mỉm cười đi đến trước mặt Thương Mai, đưa tay sửa sang lại tóc tai và quần áo của Thương Mai, dù sao thì cũng là vào cung gặp hoàng hậu nương nương, sao có thể nhếch nhác như vậy chứ. Tay bà ta lướt qua cánh tay Thương Mai, dùng sức bấm xuống Đầy vẻ thù hận, hạ giọng uy hiếp, "Hạ Thương Mai, nếu ngươi không chết trong cung thì ta cũng sẽ khiến ngươi chết thật khó coi." Thương Mai mặt không biến sắc nhìn bà ta, rồi đột một giơ tay tát bà ta một cái hết sức khiến phu nhân Nguyệt Nhung ngã nhào xuống đất. Thương Mai gần giọng, "Ta cũng tặng cho bà lời giống vậy, hãy chờ ta trở về đi." suốt lời, cô quay người nhìn hai vị mama, "Đúng mực nói, xin mama dẫn đường." Hai vị mama liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc dù vị đại tiểu thư này nhếch nhác như thế nhưng khí phách không những không hề giảm mà còn có vẻ rất mạnh mẽ nhưng nàng thật không biết lần này vào cung là khó thoát được tai vạ sao phu nhân nguyệt nhung xoa má ánh mắt oán độc nhìn theo thương mai được lắm bà ta sẽ ghi nhớ một tắt này nếu nàng ta có thể còn sống suốt cung thì bà ta chắc chắn trả lại cho nàng ta trăm nghìn lần và sẽ khiến nàng ta phải chết trong cung đã chuẩn bị xe ngựa cho thương mai nhưng cô lại không được ngồi trong xe mà theo sắp xếp của mama, cô chỉ có thể ngồi cùng người đánh xe. Dân chúng tinh mắt đều nhận ra xe loan trong cung, càng nhận ra nữ tử mặc hỷ phục màu đỏ, mặt mũi đầy đầy vết thương trước mặt, bởi vì hôm nay dân chúng vây xem khá nhiều, tin tức nhanh chóng truyền ra. Nên tất cả mọi người đều biết, đại tiểu thư phủ thừa tướng từ chối lên kiệu hoa, chọc cho lương vương tức giận. Một số người nói nàng có cốt khí, cũng có một số người nói nàng ngốc, nhưng dù nói nàng thế nào, đều biết lần này nàng vào cung chỉ có một con đường, đó chính là chết. Hủy bỏ hôn ước với lương vương chính là đắc tội với hoàng hậu nương nương, dù có chặt đầu cũng không đủ. Thương mai vẻ mặt như tượng sáp, mắt nhìn phía trước, mặt trời trên đỉnh đầu cô dần dần lặn xuống, cô cảm thấy đầu rất choáng, cả người mềm nhũn, tất cả cảnh tượng trước mắt giống như trong mơ, ngay cả mặt trời cũng nhòe đi. Xe ngựa chạy dọc theo con đường đá xanh, tiếng vó ngựa cộc cộc như đòi mạng. Cô sao lại không biết việc hủy bỏ hôn ước hôm nay có hậu quả gì chứ, nhưng hậu quả xấu nhất cũng không thể tệ hơn việc cô bị gả vào phủ lương vương. Trong phủ lương vương có hơn 10 người thiếp thì có một nửa là tàn tật. Theo điều tra được, trong 3 năm thi thể thì thể tỷ thiếp được khiêng ra khỏi phủ lương vương không dưới 20 người. Lương vương là kẻ điên, trong kinh không có quan lại quyền quý nào bằng lòng gả con gái mình vào phủ lương vương nên đến nay hắn vẫn chưa nạp chính phi tất nhiên lương vương cũng không bằng lòng cưới con gái nhà nghèo hèn. Hắn vốn uống rượu, nói đùa với hạ thừa tướng, thật không ngờ, hạ thừa tướng say rượu lại thật đồng ý, lương vương sao có thể bỏ qua cơ hội này. Lương vương, lương vương, lát nữa người nhất định phải ở trong cung, nếu không, kế này của ta khó thành. Thương mai xoay đoạt phách hoàn, thầm nghĩ. Xe ngựa dừng ở cửa tây của hoàng cung, xuống xe ngựa, mama nói với thương mai, hoàng hậu nương nương có lệnh, 19 tháng 6 là sinh nhật của quan âm nương nương, vì cầu phúc cho Hoàng Thái Hậu, từ 19 tháng 5, phàm là mệnh phụ, quý nữ vào cung, đều phải ba quỷ chín lạy từ cửa Tây đi vào. Thương Mai nhìn Mama, ánh mắt bình tĩnh nói, Hoàng hậu nương nương thật có hiếu với Hoàng Thái Hậu, khiến người ta cảm động, thần nữ nhất định noi gương Hoàng hậu nương nương. Ma thản nhiên nói, vậy mời đại tiểu thư quỷ đi vào đi. Thương Mai chậm rãi quỳ xuống, trong lòng sao lại không biết đây là hoàng hậu nương nương ra oai phủ đầu, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ba quỳ chín lại, đi ba bước lại quỳ một cái, chín bước thì dập đầu một cái, đây là cầu phúc cho hoàng thái hậu nên tất nhiên không thể dập đầu qua loa mà nhất định phải nghe được tiếng vang. Hai ma ma đi theo phía sau, đếm một bước, hai bước, ba bước, quỳ, đứng lên, một bước hai bước. Thương Mai nghe khẩu lệnh, khi nên quỳ, phịch một tiếng quỳ xuống, khi nên dập đầu, Bộp một tiếng dập đầu xuống. Mỗi một lần quỳ xuống đều phải phịch một tiếng, mà không thể chậm rãi quỳ xuống, nếu không đủ nhanh, mama sẽ lạnh mặt bắt cô quỳ lại một lần nữa, nếu tiếng dập đầu không đủ vang dội thì phải dập lại lần nữa. Từ cửa Tây cung đi đến hậu cung chỉ ngắn ngủi mấy trăm mét, nhưng đã khiến chán Thương Mai sưng lên, Dớm máu, hai chân cô, đầu gối đau như bị kim đâm. Mọi thứ trước mắt cô cũng bắt đầu hoa lên, đầu óc choáng váng hết sức nặng nề âm thanh ma ma vang vào tai nghe xa xăm như đến từ chân trời nhưng từng tiếng lại nổ đùng đùng trong tai hạ thương mai đây mới là bắt đầu mày nhất định phải tiếp tục chống đỡ nếu không hôm nay mày sẽ chết thêm một lần nữa cô sợ chết cô khao khát sống sót chỉ có còn sống thì tất cả mới có hy vọng nên dù có quỳ đến máu chảy rách mặt cô cũng phải tiếp tục quỳ một đoạn đường này dường như đi cả một đời mấy lần thương mai sắp mất đi nhưng ý nghĩ muốn sống tiếp đã giúp cô chống đỡ nhất định phải vượt qua cô khống chế phẫn nộ và hận thù trong mắt cô hết sức để bản thân thành kính bình thản cuối cùng cũng đi tới tĩnh ninh cung của hoàng hậu nương nương cả người thương mai đầy mồ hôi mồ hôi sen lẫn máu tươi chảy xuống kết hợp với hỷ phục đã bị rách của cô lại khiến người ta cảm thấy bi tráng và ma mị khó tả trước tiên hạ đại tiểu thư hãy quỳ xuống nương nương đang nói chuyện với nhiếp chính vương nói xong tự nhiên sẽ chịu kiến ngươi ma ma lạnh nhạt nói. Sắc trời dần tối, tầng mây màu cam phía chân trời cũng dần dần trở thành màu vàng nhạt, thương mai quỳ thẳng người, dùng hết sức khống chế để bản thân không run rẩy. cô không nói ra được là mình đang lạnh hay đang nóng, có lẽ là đau nhức. Dập đầu khiến chán xương lên còn có máu tươi chảy ra, từng giọt nhỏ xuống trên nền đá, nhưng ánh mắt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, cứ như một pho tượng. Cô cứ quỳ như vậy nửa canh giờ, quỳ đến mức cô gần như không thể nâng người lên, Mama mới từ trong điện đi tới, nói: "Hạ đại tiểu thư, hoàng hậu nương nương truyền ngươi nhập điện yết kiến." Thương Mai kính cần nói: "Tạ ơn mama." Cô phải rất gian nan mới có thể đứng lên, hai chân tê dần không còn chút cảm giác nào, thậm chí ngay cả cảm giác đau cũng đã biến mất, cô lảo đảo mấy lần mới ổn định được thân thể. Chương 6: Hoàng hậu nương nương. Cô lau máu và mồ hôi tên chán, sửa sang lại quần áo, rồi theo mama đi vào vàng son lộng lẫy trong điện càng làm nổi bật sự nhếch nhách và mộc mạc của cô, cô cố gắng bước từng bước lảo đảo, ổn định cơ thể bước về phía trước, mỗi bước đều hết sức khó khăn. Trước mắt có bóng người đang lắc lư, trên thực tế cũng không phải là bóng người đang lắc lư, mà do đầu cô cực kỳ choáng váng. Cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có ba người ngồi trong chính điện, người ngồi chính giữa mặc một bộ váy xòe màu đỏ, tóc búi cao, vừa nhìn đã cảm nhận được sự quý phái, khoan thai. Cô quỳ xuống phịch một tiếng, thần nữ Hạ Thương Mai, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, gần như không nghe thấy cả tiếng thở, đèn đuốc trên vách tường cung điện thông qua đèn lưu ly phát ra ánh sáng, phản chiếu tất cả trước mắt như một giấc mộng. Thật lâu sau mới nghe được âm thanh phụ nữ đạm mạc, lạnh lẽo vang lên, ngẩng đầu lên. Thương Mai hai tay chống đất, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt sắc bén có vẻ cay nghiệt nhìn cô, đôi mắt phát ra ánh sáng u ám màu lam khiến cô nhớ tới khi còn làm quân y có một lần gặp nạn trên sa mạc cô đã nhìn thấy một con rắn đuôi chuông nấp sau cồn cát nó cũng nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt tàn nhẫn ác độc như vậy cô liếc mắt nhìn thấy ngồi bên cạnh hoàng hậu trái một người phải một người ngồi bên phải chính là lương vương vẻ mặt lương vương rất không vui quay mặt chỗ khác dường như không muốn nhìn thấy cô nhìn thấy lương vương ở đây cô cảm thấy khá nhẹ nhõm ít nhất cô có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình còn ngồi bên trái là người đàn ông mặc quần áo màu đen, cô chưa từng gặp người này, có lẽ nguyên chủ cũng chưa từng gặp, bởi vì trong đầu cô không hề có chút ấn tượng nào. Khí thế của người này khiến cho Thương Mai kinh hãi, không dám nhìn kỹ mặt mũi của hắn, hắn chỉ nhàn hạ ngồi bên cạnh, vuốt ve chén sứ trong tay, nhưng sự hờ hững đó lại khiến người ta cảm thấy hết sức áp bách. Thương Mai thầm suy đoán, chắc hắn chính là em trai hoàng đế, nhiếp chính vương Mộ Dung Khanh. Không cho Thương Mai tiếp tục suy nghĩ, hoàng hậu chậm rãi lên tiếng vẻ mặt lạnh lùng nhếch môi cười nhạt ngươi chính là hạ thương mai bẩm hoàng hậu nương nương thần nữ chính là hạ thương mai thương mai trả lời dường như cổ họng bị chặn bởi một búi sợi bông rất là khó chịu hoàng hậu cười cười ánh mắt lóe lên âm thanh nhẹ nhàng lay động nghe nói ngươi chê lương vương một câu hờ hững như vậy nhưng lại là chất vấn thương mai quỳ xuống đất dập đầu sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt thê lương nói Hoàng hậu nương nương, thần nữ tự biết hôm nay tội chết khó tha, cũng không cầu hoàng hậu nương nương tha thứ. Nhưng hôm nay thần nữ làm như vậy, cũng không phải là cố ý làm mất mặt lương vương điện hạ mà là do thật sự bất đắc dĩ. Liên lụy lương vương điện hạ, trong lòng thần nữ cũng cảm thấy xấu hổ, dai dứt. Nên cho dù lát nữa hoàng hậu nương nương và lương vương điện hạ xử trí thần nữ như thế nào, thì thần nữ đều cam tâm nhận tội. Ồ, ánh mắt hoàng hậu trở nên hơi lạnh lùng, bất đắc dĩ như thế nào, hãy nói cho bản cung nghe xem nhiếp chính vương mộ dung khanh ở bên cạnh nghe được lời này khẽ mỉm cười nàng đúng là thông minh không tìm đủ cách chống chế tội lỗi của mình mà trực tiếp nói mình tội chết khó tha chỉ cần nàng thanh minh cho mình nửa câu sẽ khiến hoàng hậu tức giận nào còn có cơ hội nói tiếp thương mai khó khăn quỳ thẳng người nói hoàng hậu nương nương vừa nãy ma ma nói vì cầu phúc cho hoàng thái hậu mà hoàng hậu nương nương đã đặc biệt ra lệnh trong vòng một tháng mệnh phụ quý nữ vào cung nhất định phải ba quỷ chín lạnh mà đi vào sự hiếu thảo như thế khiến thần nữ cảm động không thôi hôm nay thần nữ thà chết cũng không đồng ý lên kiệu hoa dù lòng này không thể so với sự thành kính của hoàng hậu nương nương nhưng cũng là vì mẫu thân chắc hoàng hậu nương nương cũng đã nghe nói về địa vị của thần nữ ở phủ thừa tướng nếu thần nữ có thể gả cho điện hạ thì sẽ là chính phi hưởng hết vinh hoa phú quý nhưng thần nữ không thể chỉ hưởng phúc bản thân mà để mẫu thân ở lại nơi nguy hiểm đó. Chỉ cần thần nữ gả ra ngoài, chắc chắn mẫu thân sẽ bị gán cho tội dâm đáng, một trong bảy tội lớn không thể tha của nữ nhân rồi bị đuổi khỏi nhà mất. Mộ Dung Khanh cảm thấy hơi kinh ngạc, xem ra hôm nay nàng đã đoán được sẽ bị triệu vào cung hỏi tội, nên ngay cả những lời này cũng đã được chuẩn bị từ trước. Nàng không nói mình không muốn gả cho Lương Vương, cũng không hề tỏ ra không tình nguyện hoặc tủi thân vì chuyện hôn nhân này mà nàng chỉ vì lòng hiếu thảo. Mộ Dung Khanh muốn xem nàng có thể chống lại hoàng hậu đến lúc nào, liền thản nhiên nói, bảy tội lớn nhất, không chỉ có một tội thông dâm phóng đáng, tại sao ngươi chắc chắn phụ thân ngươi sẽ lấy tội danh đáng xấu hổ như vậy mà đuổi mẫu thân ngươi ra khỏi nhà. Thương Mai xuyên qua tóc Mai ẩm ướt nhìn người đàn ông khí chất phi phàm đó, hắn cũng đang theo dõi mình, cả người toát ra vẻ nhàn tản, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cao không thể với tới hắn có vẻ hứng hờ nhưng thực ra là đang giúp cô báo cho hoàng hậu nương nương biết đúng là phụ thân đã sớm có suy nghĩ bỏ vợ tại sao hắn phải giúp mình thương mai cười khổ vương gia có bảy tội lớn nhất cũng có ba lý do không được bỏ mẫu thân của ta từng hầu hạ khi tổ phụ bệnh nặng ba năm đốt giấy để tang đưa tiễn người đây là một trong ba lý do không được bỏ chỉ có tội thông dâm là không bị hạn chế bởi điều này nên phụ thân muốn hưu mẫu thân ta chỉ có thể dùng tội danh này hoàng hậu không có chút cảm động nào, vẻ mặt lạnh băng, vậy thì như thế nào, nếu ngươi từ chối lên kiệu hoa thì phụ thân ngươi sẽ không bỏ mẫu thân ngươi nữa sao? Thương Mai ái náy nói, hôm nay thần nữ bất đắc dĩ ngay trước mặt nhiều hoàng công đại thần như vậy, vạch trần phụ thân có ý định dùng điều này để bỏ vợ, mọi người đã biết thì ông ấy chắc chắn không dám phạm nữa, dù bỏ vợ cũng sẽ dùng cách riêng của ông ấy. Đây cũng là cách duy nhất thần nữ có thể giúp mẫu thân sống tiếp, bởi vì một khi bị bỏ với tội thông dâm thì chắc chắn mẫu thân sẽ không không sống nổi nữa. Lương Vương giận dữ, ngươi lại có thể lợi dụng bản vương, dù nói thế nào cũng là tội chết. Thương Mai ngẩng đầu, lông mi đã nhiễm nước mắt, bờ môi run rẩy, gương mặt buồn bã đầy vết thương, điện hạ, xin lỗi ngài, thật ra ta vẫn luôn muốn nói rõ với ngài, nhưng mà ta không có cách nào gặp được ngài, chắc phụ thân cũng chưa với ngài chuyện này, vì nó mà ta mới cự tuyệt lên kiệu hoa. Lương Vương có vẻ ngơ ngác, chuyện gì? Nước mắt nơi khóe mắt thơ mai lăn xuống, cả người run rẩy không từ nào diễn tả được, nhìn có vẻ hết sức tuyệt vọng, cơ thể ta vốn là hư hàn, không thể sinh con, thử hỏi, ta sao dám gả cho Lương Vương điện hạ khi mà ta không thể sinh con chứ? Ngài là quý tộc thiên hoàng, còn ta, chỉ là hạt bụi bị người ta dẫm dưới lòng bàn chân. Cái gì, cuối cùng, hoàng hậu không kìm được giận dữ, ông ta dám lừa gạt bản cung như vậy ư? gả đứa con gái không thể sinh đẻ cho vương ra đương chiều, dù cho ông ta một nghìn lá gan ông ta cũng không dám, trừ phi, ông ta đã biết gì đó, đáy mắt hoàng hậu hiện lên sát ý. Cả người lương vương run lên, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, nhìn chằm chằm thương mai, giống như đang tìm tòi nghiên cứu xem cô đang nói thật hay là có ý gì khác. Người đâu, truyền ngự y, lương vương tức giận mút trời, hét lên như điên, trong lòng thương mai hoảng hốt, không biết tại sao Lương Vương lại bỗng nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Mặc dù, cô đã đoán trước được có việc truyền ngữ y tới, nhưng Lương Vương không nên tức giận như thế chứ. Dù sao, hôm nay mình đã từ chối lên kiệu hoa, làm hắn mất mặt như vậy, nhưng hắn cũng không làm loạn ngay ở đó. Bây giờ ở đây có Hoàng hậu Nương Nương, nhiếp chính Vương, tại sao hắn lại trở nên như vậy? chương 7, Lương Vương phát bệnh. Nhiếp chính Vương cũng chậm rãi nhếch mép cười, hạ thương mai, mặc dù ngươi có thông minh thì đó cũng chỉ là tự mình ra vẻ thông minh thôi, ngươi cho rằng chỉ cần nói chuyện vô sinh thì hoàng hậu sẽ chỉ tội thừa tướng sao? Không, đó là điều cấm kỵ của lương vương. Hắn sẽ cho rằng ngươi nói vô sinh là có ý chỉ cây dâu mắng cây hòe, đá đều mình. Lương vương hung tợn nhìn chằm chằm vào thương mai, nếu ngự y xác nhận ngươi đang tìm cớ để thoái thác thì bổn vương sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết. nhiếp chính vương khe khẽ lắc đầu, nhìn vào khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng ngạc nhiên ấy, Xem ra cô nương này phải mất mạng tại đây rồi. Lương Vương lại bắt đầu trở nên kỳ lạ, run rẩy, đầu tiên là môi, rồi tới hai tay, cuối cùng cả cơ thể đều khẽ run lên, khuôn mặt chuyển từ màu trắng bệch sang xanh lét, đôi môi cũng tím tái đi. Hắn thoáng chốc đổ ập xuống đất, cả người cứng ngắc, hai chân đá thật mạnh về phía trước, đôi mắt trừng trừng, khuôn mặt giật giật rồi cả người bắt đầu co rút. Mộ Dung Khanh và Hoàng Hậu trông thấy cảnh tượng này thì vô cùng hoảng sợ, Hoàng Hậu vội vàng vọt tới miệng không ngừng hô, mau truyền ngự y. Sóng điệu có vẻ rất kinh hoàng. Thương Mai trông thấy cảnh này thì liền biết hắn đang lên cơn động kinh, miệng của hắn đã méo sạch qua một bên rồi, nếu như cắt đứt đầu lưỡi chỉ e là cái tội này lại đẩy lên đầu cô thôi. Mà cái tâm của bác sĩ cũng khiến cô không kịp nghĩ gì nhiều, vội bước đến túm lấy hàm dưới rồi đưa tay vào trong miệng của hắn, dùng ngón tay tách hàm răng và đầu lưỡi của hắn ra, cô ngồi bệt xuống đất, vươn bàn tay còn lại nhẹ nhàng đỡ đầu hắn đặt lên đùi mình, Cơn đau truyền đến từ bàn tay khiến cả người cô bỗng cứng đờ. Cô biết rằng dùng tay ngăn hắn ta cắn đứt lưỡi là một hành động rất bồng bột, nhưng cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Máu chảy ra từ khóe miệng Lương Vương, thương mai đẩy đầu của hắn hơi nghiêng sang một bên để máu và nước miếng cùng chảy ra ngoài. Mộ Dung Khanh cũng hoàn hồn lại, vội tiến lên giúp đỡ, trông thấy ngón tay cô đã bị cắn chảy cả máu mà khuôn mặt thì vẫn điềm nhiên, hắn hơi ngẩn ra một thoáng, liếc nhìn cô với vẻ khó hiểu hoàng hậu nương nương luống cuống muốn kéo thẳng hai chân đang co rút của của lương vương ra thương mai vội vàng nói hoàng hậu nương nương không thể làm như thế được nếu cưỡng ép kéo ra thì điện hạ sẽ bị thương mất hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thương mai ánh mắt bà có vẻ khó hiểu hai tay lại từ từ buông ra chỉ nhẹ nhàng ôm lấy lương vương nước mắt trực trào lúc ngự y tới nơi thì lương vương đã thôi không co giật nữa cơ thể chỉ còn hơi run run Thương Mai rút tay ra, ba ngón tay của cô máu me đầm đìa. Lương Vương vẫn chưa tỉnh lại thì đã được dìu lên giường phòng bên, người y thăm khám rồi cũng viết đơn thuốc kêu người đi sắc. Hoàng hậu ngồi bên cạnh Lương Vương, không còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc hỏi tội nữa, cả khuôn mặt bà lộ rõ vẻ lo âu và sợ hãi. Thương Mai cúi gằm mặt, trong đầu đang tính toán những chuyện kế tiếp. Hôm nay cô tiến cung, vốn định đầu độc Lương Vương bằng đoạt phách hoàn rồi lại ra tay cứu giúp, nếu có ơn cứu mạng làm lá chắn thì dù hoàng hậu muốn giết cô cũng phải hoãn lại thôi. Nhưng không ngờ lương vương lại lên cơn động kinh, chuyện ngoài ý muốn không biết là hỏa hay là phúc nữa, bởi lương vương cũng là vì nghe cô nói chuyện vô sinh nên mới tức giận. Dưới sự cứu chữa của ngự y thì lương vương cũng dần tỉnh lại. Hắn đỡ chán, đầu đau buốt, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy còn cả người thì rượu dã lương vương quay đầu nhìn hoàng hậu, mẫu hậu, con bị gì vậy? Hoàng hậu cầm tay hắn, Nhẹ nhàng an ủi, không sao, không sao cả. Thương mai nhớn mày, cô nhìn vào bàn tay đang run rẩy của hoàng hậu, bà ta rất yêu con trai của mình, hy vọng cô sẽ lợi dụng được điều này. Người y đứng lên nói với hoàng hậu, nương nương xử lý rất tốt, nếu không chắn miệng của lương vương lại thì ngài ấy sẽ cắn đứt lưỡi mất, thật may quá. Nếu lưỡi bị đứt thì sẽ trở thành người câm, lương vương vốn đã có khiếm khuyết về mặt sức khỏe, nếu còn bị câm nữa thì hắn sao sống tiếp được nữa. Hoàng hậu lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn thoáng qua khuôn mặt của Thương Mai rồi đưa tay ý bảo cô lui ra, sau đó bà hỏi hỏi Ngư Y, sao Lương Vương lại bị như vậy? Thương Mai nghe thấy câu hỏi này của bà thì biết ngay là trước nay Lương Vương chưa từng lên cơn động kinh, đây là lần đầu tiên, chính vì vậy nên Mộ Dung Khanh và Hoàng hậu mới luống cuống chân tay như vậy. Cô lui ra khỏi phòng, đứng trong điện, Mộ Dung Khanh vẫn chưa bước vào bên trong, hắn ngồi trên ghế nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên. Thương Mai không dám ngẩng đầu lên, tuy vị nhiếp chính vương này nhìn thoáng qua thì sẽ khiến cho người ta có cảm giác rất an nhàn điềm nhiên, song cô lại cứ cảm thấy ở hắn một vẻ khí thế rất sắc bén, khiến cô không dám nhìn thẳng. Người biết về y thuật sao? Mộ Dung Khanh bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thương Mai cẩn thận trả lời, bẩm vương ra, thần nữ cũng có chút hiểu biết về y dược. Mộ Dung Khanh không nói thêm gì nữa, vẫn cứ ngây ngang mà quan sát cô, Ánh mắt sắc bén và cản dơ ấy của hắn ta khiến thương mai cảm thấy rất khó chịu. Một lát sau thì hoàng hậu và ngự y cùng bước ra, hoàng hậu nhìn ngự y rồi hơi mím môi, vị ngự y kia chắp tay đi đến trước mặt thương mai. Thương mai biết ông ta đang muốn kiểm tra xem có đúng là cô không thể sinh con không, cô cũng nhẹ nhàng vươn tay ra, vị ngự y kia cũng không tị hiềm gì mà cứ thế đặt tay lên bắt mạch cho cô. Từ thái độ của ngự y thì có thể thấy hoàng hậu cũng đã thay đổi cái nhìn về cô sau khi bắt mạch thì liền hỏi về các triệu chứng đến cả chuyện tới tháng ông ta cũng hỏi một cách vô cùng tỉ mỉ thương mai cũng không cảm thấy xấu hổ cô trả lời lại hết các câu hỏi của ngự y vị ngự y kia khám xong liền bước đến trước mặt hoàng hậu khe khẽ lắc đầu hoàng hậu ư ừ một tiếng rồi nói ngươi vào trong chăm sóc cho lương vương trước đi khi nào có việc bản cung sẽ suy xét ngươi ngự y đáp lại vâng vi thần cáo lui ngự y cúi người lui ra Vừa vén rèm định bước vào phòng thì Thương Mai lại bỗng dưng gọi ông lại, "Ngư Y, Điện Hạ vừa mới lên cơn, giờ đang lúc thèm ngủ, cũng có thể sẽ đột nhiên tấn công người khác dẫn đến việc lên cơn lần nữa, vậy nên ông hãy đâm vào huyệt tai để nặn máu ra, thế thì trong vòng nửa tháng Điện Hạ sẽ không tái phát nữa." Ngư Y hơi kinh ngạc hỏi, "Đâm vào huyệt để nặn máu ra?" "Đúng vậy, tốt hơn hết là duy trì 3 ngày một lần, nếu không cứ dựa theo tình trạng lúc nãy của Lương Vương Điện Hạ thì rất có khả năng sẽ tái phát bệnh trong vòng 10 ngày nữa, xin hỏi đây là lần đầu tiên Điện Hạ lên cơn sao? Thương Mai vươn tay vén những sợi tóc rối trên trán, ánh mắt cô sáng ngời, lộ vẻ rất chuyên nghiệp. Hoàng hậu chậm rãi hỏi, người biết về thuật châm cứu sao? Thương Mai kính cẩn đáp lời, bẩm Hoàng hậu, thần nữ cũng có chút hiểu biết. Thương Mai biết rằng thuật châm cứu đã có từ thời chiến quốc, nội kinh của Hò Ăn Đế cũng từng có ghi chép lại nhưng dựa theo ký ức và những hiểu biết mà nguyên chủ để lại, thương mai có thể biết được rằng thuật châm cứu của thời đại này còn rất lạc hậu, những người có am hiểu về châm cứu hầu hết là ngự y hoặc các vị thầy thuốc có tiếng trong dân gian, nhưng người tinh thông lại không nhiều lắm, còn những kẻ có thể dùng châm như thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi còn ở hiện đại thì Thương Mai đã từng học châm cứu cùng với giáo sư Dương của Viện Trung Y trong suốt 5 năm, tuy vẫn chưa có thời gian để nghiên cứu sâu hơn, Song với kỹ thuật châm cứu của cô hiện giờ thì cũng đã đủ để trị được bệnh động kinh cho Lương Vương. Ngư Y rõ ràng có vẻ hơi khó chịu, nói: "Ngươi cũng chỉ hiểu biết chút ít về y thuật thôi, sao dám nói lời to gan rằng hãy đâm tai nặn máu cho điện hạ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình còn biết nhiều hơn bản quan đây sao?" Thương Mai trả lời ông ta, vẻ mặt cô hơi hoảng: "Không, ta không có ý đó, ta chỉ đề nghị thôi, tất nhiên Ngư Y có cách khác để trị khỏi cho Lương Vương điện hạ, ta ta chỉ là không muốn thấy lương vương điện hạ lại lên cơn nữa thôi, rất có hại cho sức khỏe, ta không có ý gì khác. Cô lắp ba lắp bắp giải thích, lại nhìn qua hoàng hậu với vẻ hoảng sợ, nước mắt rưng rưng, dường như đang sốt ruột đến mức muốn rơi lệ. Mộ dung khanh ngước mắt nhìn thương mai, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nét mặt như đang suy tư diều gì. Hoàng hậu nhíu mày hỏi, ngự y, lời nàng ta nói có hợp lý không? Chương 8, tranh đấu trốn thâm cung. Câu nói không muốn điện hạ lên cơn lần nữa, rất có hại cho sức khỏe của hạ thương mai đã chạm được đến cõi lòng bà, và lại hôm nay gặp hạ thương mai bà thấy nàng cũng có vẻ rất kính cẩn. Lúc nãy khi điện hạ phát bệnh thì nàng cũng là người đầu tiên xông lên, và những lời biện giải mà nàng nói cũng đều là sự thật cả. Đã có người hồi bẩm lại chuyện ở tướng phủ từ trước, hạ thương mai không nói dối một câu, từ đó có thể thấy nàng cũng tương đối trung thực, ý kiến đâm tai nặn máu hẳn không phải chỉ là lời bịa đặt. Mà thực ra thì nàng có thể không nói, mắc gì phải gây thêm chuyện. Nàng vốn cũng đã gánh rất nhiều tiếng xấu rồi. Ngư y do dự dây lát, hoàng hậu nương nương, việc châm tai nặn máu quả thật là có thể dùng để chữa bệnh, nhưng kết quả thế nào thì vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Hơn nữa khi muốn châm cứu ở đầu và tai thì cần phải cẩn trọng vô cùng, một khi chọn sai huyệt hoặc lực tác động lên châm có gì đó sai lầm thì đều sẽ gây nên những hậu quả rất nghiêm trọng. Thương Mai nghe ông ta nói vậy, cô khẽ hé môi nhưng rồi lại trùn chân không dám nói. Hoàng hậu nhìn nàng, trầm ngâm một thoáng rồi nói, người vào trong điện hạ đi. Ngự y kho người cáo lui, trước khi đi còn hung tợn lường thương mai một cái. Thương mai cúi mắt, cô không hề có ý muốn động chạm đến quyền uy của ngự y, cô chỉ muốn bảo vệ bản thân mình mà thôi. Hoàng hậu quay qua nhìn mộ dung khanh, vương gia thấy như thế nào. Tay mộ dung khanh mân mê một chiếc ly sứ trắng, khuôn mặt vẫn có vẻ ung dung nói bổn vương không am hiểu về y thuật, không dám nhận xét bừa. Hoàng hậu nhìn hắn nói, vương gia kiến thức uyên bác, chắc chắn là hiểu biết nhiều hơn một người phụ nữ sống ở trốn thâm cung như ta rồi. Nhiếp chính vương đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng nở nụ cười, nụ cười kia trông như một ngọn lửa hừng hực cháy giữa hạ, chói lóa, khiến người ta khi nhìn vào cảm thấy rất khó chịu. Ít nhất thì thương mai cũng cảm thấy như vậy. Cô bỗng nhiên nhận ra, giữa nhiếp chính vương và hoàng hậu dường như có chút xích mích, từ lúc hai người bước vào trong điện tới giờ hoàn toàn không nhìn vào mắt nhau lấy một cái, nhiếp chính vương vẫn luôn có vẻ hờ hững thản nhiên, dường như bị bắt ép tới chứ không phải là tự nguyện. Cô đã cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao một con người giỏi giang sắc bén như vậy lại ngồi đây với dáng vẻ hệt như một vai phụ như vậy? Còn về hoàng hậu nương nương, thái độ của bà với hắn ta cũng có vẻ hơi khó chịu. Nếu giữa hai người đã có khúc mắc thì tại sao lại chọn ngay ngày hôm nay để thẩm vấn cô? Thương Mai bắt đầu cảm thấy có đôi chút bất an, mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người họ liệu có ảnh hưởng gì đến mình không đây? Lúc này nhiếp chính vương lại chậm rãi đứng dậy, nói, hoàng hậu hãy tự quyết định đi, bổn vương chỉ được hoàng huynh gửi gắm để ra mặt xem xét chuyện hôn sự của toàn, những chuyện còn lại bổn vương không thể quyết định. Vừa dứt lời thì hắn ta liền phất tay rồi đi khỏi đây. Vẻ mặt của hoàng hậu bỗng dứng trở nên tức giận, bà đứng vụt dậy, vương ra hãy khoan đã tim thương mai như muốn ngừng đập, nếu hoàng hậu và nhiếp chính vương xảy ra tranh chấp ở đây thì cô chắc chắn sẽ không thể sống được nữa, tranh đấu ngầm trong hoàng gia sao có để cho người ngoài biết được. Nhiếp chính vương đứng lại, thân hình cao lớn của hắn toát lên vẻ thong dong phóng khoáng, những tia sáng trong điện chiếu lên khuôn mặt tối sầm đi vì giận dữ của hắn, trong ánh mắt cũng có vẻ gì đó bực dọc. Hoàng hậu ngẩng cao đầu, mặt mày kiêu căng sen lẫn chút phiền muộn, chán ghét, lệnh quý thái phi cũng từng vào cung gặp Hoàng Thái Hậu, nhờ Hoàng Thái Hậu lo liệu việc hôn sự cho ngươi, Hoàng Thái Hậu có dặn bản cung lưu ý dùng chuyện này, bản cung cảm thấy hiện giờ có một cô nương rất thích hợp để làm nhiếp chính vương phi. Hôn sự của bổn vương không nhọc Hoàng hậu nương nương phải lo. Đôi mắt mộ dung khanh lạnh như băng. Hoàng hậu cười khẩy, lẽ nào vương ra không muốn biết vị cô nương hợp với ngài là ai sao? Khuôn mặt mộ dung khanh xa sầm, hắn nói, Hoàng hậu nương nương, nếu người đã có lắm thời gian như thế, vậy hãy lo cho hôn sự của Lương Vương và Thái tử trước đã, Hạ Thương Mai có vẻ không xứng với Lương Vương đâu. Hoàng hậu lại nở một nụ cười lạnh lùng, bà bước từng bước xuống dưới, không xứng với Lương Vương cũng không sao, xứng với Vương gia là được, giờ bản cung sẽ đi thỉnh chỉ xin ban hôn cho đại tiểu thư phủ thừa tướng và Vương gia, nếu vậy hẳn Hoàng Thái hậu sẽ rất vui. Người vẫn luôn rất thích mẫu thân của Hạ Thương Mai là Liên Thị, con gái của một vị tài nữ như Liên Thị hẳn cũng hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng lương thiện, cung kính cần kiệp, sau này cũng có thể trở thành chủ mẫu quản lý vương phủ nhiếp chính vương. Khuôn mặt thương mai trắng bệch như tờ giấy, bầu không khí trong điện bỗng trở nên lạnh lẽo, miệng vết thương vốn đã mất hết cảm giác giờ đây lại bắt đầu đau đớn vô cùng. Một nữ nhân không xứng với lương vương mà lại xứng với nhiếp chính vương, lại còn là một nữ nhân không thể sinh con đã bị ngự y kiểm tra ngay trong điện, người như thế sao có thể trở thành nhiếp chính vương phi được thương mai cảm thấy cô đã quá xem nhẹ sự hiểm hóc của việc tiến cung hôm nay tướng phủ chính là ổ sói mà thâm cung lại là đầm rồng hang hổ cô cúi gằm mặt không dám nhìn ai sợ rằng một khi ngước đầu nhìn thì sẽ để lộ sự bối rối và hoang mang trong lòng cô biết mộ dung khanh và hoàng hậu đang đối đầu mặc dù đứng cách đó ba trượng thì cô vẫn có thể cảm nhận được khí thế sắc bén ấy bầu không khí trong điện yên tĩnh đến đáng sợ thương mai cố kìm nén tiếng thở của mình đến cả việc trước mắt cô cũng sợ sẽ tạo ra tiếng động mồ hôi túa ra không ngừng trên trán sau lưng cô đã mướt mồ hôi cảm giác vô cũng lạnh lẽo một khoảng thời gian rất dài trôi đi thương mai chợt nghe thấy tiếng bước chân có một bóng người đang bước tới gần cô một ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm cô lên cô buộc phải ngẩng đầu cất giấu sự kinh hoàng nơi đáy mắt lúc ngẩng mặt lên trông cô đã vô cũng bình tĩnh cô trông thấy một đôi mắt lạnh căm căm song khuôn mặt hắn ta lại vẫn có vẻ vui tươi giọng nói cùng vô cùng ấm ấp gần gũi hạ thương mai rất tốt bổn vương cảm thấy ngươi rất thích hợp để làm chính phi của bổn vương cả người cô lạnh buốt không thể kìm được mà run lên nếu nói lương vương là chó dữ vậy vị nhiếp chính vương này chính là sư tử có thể nuốt chừng cô không chừa chút dấu vết cô biết nhiếp chính vương nghĩ gì trong lòng hắn ta vốn khinh thường cô cũng không hề muốn cưới cô về nhưng hoàng thái hậu và hoàng hậu có quyền quyết định chuyện hôn sự của hắn ta Hoàng hậu tức giận ban cô cho hắn ta cũng là vì muốn thấy hắn tức tối khó chịu, nhưng Mộ Dung Khanh đời nào chịu để bà ta được như ý. Vì thế nên hắn ta mỉm cười với cô, nhưng sâu trong đáy mắt lại cất chứa sự chán ghét và oán hận. Thương Mai chợt cảm thấy bản thân đã rơi vào một vòng xoáy, đó là vòng xoáy tranh đấu giữa hoàng hậu và nhiếp chính vương. Cô không có nhiều hiểu biết về cục diện chính trị hiện nay, nhưng cũng biết hoàng đế đang bệnh nặng liệt giường, phong Mộ Dung Khanh là nhiếp chính vương tạm thời thay thế hoàng đế thật ra chuyện này cũng rất dễ đoán hoàng đế đã lập thái tử từ sớm không giao quyền trí quốc cho thái tử mà lại giao cho đệ đệ là mộ dung khanh còn phong là nhiếp chính vương chắc chắn hoàng hậu sẽ cảm thấy lấn cấn trong lòng hai người họ tranh đấu nhau còn cô chỉ là vật hy sinh mà thôi thương mai lại nghe thấy tiếng hoàng hậu cười nhạt nói vậy là vương gia đã đồng ý rồi vậy giờ bản cung sẽ đi bẩm báo hoàng thái hậu ngay mộ dung khanh kiêu ngạo cười được thôi bổn vương cũng tới tuổi cưới vợ nàng ta không gả cho lương vương lại nguyện ý gả cho bổn vương, đây là một chuyện tốt. Suốt lời hắn ta lại lạnh lùng nhìn thoáng qua cô rồi nginh ngang bỏ đi. Hai chân thương mai như nhũn ra, ánh mắt hắn ta nhìn cô trước lúc bỏ đi chất chứa sự uy hiếp, hắn ta sẽ không cưới cô, như vậy kết quả tồi tệ nhất chính là dù hoàng hậu không ra tay giết cô thì hắn ta cũng sẽ làm vậy. Lúc này hoàng hậu đã an tỏa trên chỗ ngồi của mình, cơn gió tràn vào trong điện khiến cô lạnh hết cả người, mồ hôi cũng đã khô, miệng vết thương bị mồ hôi dính vào trở nên hơi sót. Mọi thứ trước mắt cô như đang quay cuồng, cô không biết liệu bản thân có thể tiếp tục chịu đựng không. Vẻ sắc bén trong mắt hoàng hậu nay đã không còn mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày rồi, người cũng hãy xuất cung đi, còn về hôn sự giữa ngươi và lương vương bản cung sẽ ra mặt hủy bỏ. Đợi bản cung hồi bẩm chuyện này với Hoàng Thái Hậu thì sẽ ra lệnh cho nội quan viết chiếu chỉ ban hôn cho ngươi và nhiếp chính vương trước khi chiếu chỉ được ban bố thì ngươi không được nói với ai, kể cả phụ mẫu, đã biết chưa? chương 9, tứ hôn cho nhiếp chính vương. Lòng thương mai dối như tơ vò, tất cả những chuyện này cô không hề có quyền quyết định, chỉ có thể khom lưng trả lời, vâng, thần nữ đã rõ. Hoàng hậu nâng mắt, khuôn mặt bà không còn vẻ dịu hiền như lúc trước mà thêm vào chút gay gắt, lần này ngươi lợi dụng lương vương, ảnh hưởng đến thanh danh của lương vương. Lẽ ra bản cung nên phạt ngươi mới phải, nhưng niềm tình người cũng chỉ là vì suy nghĩ cho mẫu thân nên chỉ phạt nhẹ, người đâu, mang một bát hồng hoa lên cho nàng ta uống vào. Thương Mai vô cùng tức giận, cơ thể cô vốn đã yếu ớt, cô đã tự xem mạch cho mình, muốn mang thai với cơ thể như thế này đã là vô cùng khó khăn, chén hồng hoa này một khi uống vào sẽ dập tắt chút hy vọng còn sót lại của cô. Chính phi của nhiếp chính vương mộ dung khanh là một nữ nhận không thể sinh con. Bà ta đúng là độc ác, dù thương mai cũng không quan tâm đến việc mình có thể sinh con hay không, cô chỉ muốn được sống mà thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của hoàng hậu. Nhưng giờ đây cô nào có cách gì, nếu y như tính cách của cô hồi trước hẳn đã dứt khoát giết chết hoàng hậu rồi. Nhưng hiện nay đến bảo vệ bản thân còn khó, hơn nữa cô còn có mẫu thân cần bảo vệ, không phải một thân một mình như khi ở hiện đại. Cục tức này dù có khó nuốt đến đâu thì cô cũng phải dáng nhịn nuốt ngược vào cùng chén hồng hoa kia. Ánh mắt tàn nhẫn hận thù của hoàng hậu rất lâu sau vẫn thường hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô như đang đi trên băng mỏng, ngày đêm bất an. Giờ khắc này cô đã nhận ra, ở cái thời đại này, nếu muốn sống tốt, sống đường hoàng không bị trà đạp thì nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải kiên tâm vững bước, con đường này sẽ rất gian khổ, sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần cô còn sống ra khỏi cung thì cô vẫn còn cách để xoay chuyển hết thảy cho dù cái giá phải trả có đau đớn đến nhường nào. Hương vị ngọt ngai ngái của hồng hoa chảy dọc theo cuống họng xuống dạ dày. Đầu thương mai quay như trong chóng, cô quỳ dạp xuống đất, gân từng tiếng, hoàng hậu nương nương, thần nữ cáo lui. Giọng nói của hoàng hậu chậm rãi vang lên, không chút cảm xúc, người vào cung bằng cách nào giờ hãy xuất cung bằng cách đó đi. Thương mai nghiến chặt răng, vâng. Cô lui ra tới cửa điện, nhìn thấy cung nữ đang dọn dẹp hoa cỏ mọc dại trong cung, một cây hoa tịch nhan đang lẳng lặng leo trên tường cung, nét đẹp rực rỡ không thua gì mẫu đơn, thược dược. Một ma ma lặng lẽ bước đến sau lưng cô, lạnh lùng nói, "Đại tiểu thư, xin hãy tuân theo lệnh của hoàng hậu." Đợi đến lúc cô ba quỳ chín lại ra đến cửa phía tây thì cũng đã đến buổi tối giờ hợi. Lúc này trên đường không có mấy bóng người, cũng ít ai trông thấy dáng vẻ chật vật của cô, cô bám vào bức tường bên trái mà bước từng bước một, như đang bước đi trong bùn lầy tất cả sức lực còn sót lại cô đều dùng để giữ cho sống lưng mình thẳng tắp. Ngay ngã sẽ có một chiếc xe ngựa, mảnh xe được vén lên, cô nhìn thoáng vào trong liền nhận ra đó là quản gia trong phủ, hạ đoàn. Thương Mai nở một nụ cười lạnh băng, ông ta đến để thăm dò tin tức, xem thử cô có còn sống để ra ngoài không. Xe ngựa cũng mau chóng rời đi, lộc cộc lộc cộc dần khuất khỏi tầm mắt cô, xe ngựa trong phủ, biết rõ cô đang bị thương nặng cũng không hề có ý muốn đưa cô về tất cả mọi chuyện cô đều ghi khắc trong lòng. Trong tướng phủ, tướng gia, phu nhân, đại tiểu thư đã xuất cung. Quản gia hạ đoàn nói: "Ngay khi Thương Mai bị triệu vào cung thì hạ thừa tướng đã sai người đi thăm dò tin tức trong cung, nếu hạ Thương Mai không còn sống để ra ngoài thì ông ta sẽ vào cung thỉnh tội ngay lập tức. Còn nếu như hạ Thương Mai còn sống ra ngoài, vậy thì ông ta sẽ tính chuyện tiếp theo." Sao hoàng hậu nương nương lại rộng lượng thế chứ? Nguyệt Nhung phu nhân có vẻ khó tin từ chối hôn sự trước mặt mọi người đây là một sự sỉ nhục to lớn người tôn quý như hoàng hậu sao có thể chịu đựng được việc này bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc hạ thừa tướng cũng tỏ ra hết sức khó hiểu người đã nhìn kỹ chưa nó thật sự đã xuất cung sao bẩm tướng gia và tướng gia phu nhân hoàn toàn chính xác hoàng cung không phái xe ngựa đưa nàng ta nghe thị vệ trong cũng nói nàng ta phải ba quỷ chín lạy vào cung sau đó lại phải ba quỷ chín lạy ra ngoài nô tài tận mắt thấy nàng ta xuất cung, chán bị sưng rất to, ngón tay cũng chảy máu, có vẻ đã bị hành hình. Ông ta nhất định không thể để hoàng hậu nương nương vì nhiệt nữ hạ thương mai này mà giận cá chém thất liên lụy tới mình, thế lực nhà ngoại của hoàng hậu đang vô cùng mạnh mẽ, ông ta không dám đắc tội. Nghe nói hôm nay nhiếp chính vương mộ dung khanh cũng vào cung, không biết có trông thấy đại tiểu thư không? Hạ thừa tướng ngẩn ra, nhiếp chính vương. Người này rất khó giải quyết hắn ta có chút quan tâm tới lương vương, phía hoàng hậu ông vẫn có cách để làm dịu cơn giận của bà bằng cách đưa thi thể của hạ thương mai đến, nhưng còn nhiếp chính vương lại không dễ qua mặt như thế. Việc từ chối hôn sự hôm nay là sự sỉ nhục đối với hoàng gia, chắc chắn nhiếp chính vương sẽ trả thù. Hơn nữa từ sau khi hoàng thượng bị bệnh và nhiếp chính vương lên nắm quyền thì hắn vẫn luôn khó dễ ông ta, đã chướng mắt ông từ lâu, liệu hắn có nhân cơ hội này mà giải quyết ông ta không đây? hạ thừa tướng cảm thấy bị đe dọa tướng ra mối quan hệ giữa nhiếp chính vương và lương vương khá thân liệu ngài ấy có trả thù chúng ta hay không người này không dễ qua mặt đâu nguyệt nhung phu nhân nói hạ thừa tướng suy tư một lát rồi nói chỉ mong rằng cái chết của hạ thương mai sẽ làm dịu đi cơn giận của ngài ấy nhưng nếu muốn giận cá chém thất liên lụy tới ta thì ta cũng sẽ không nằm im chịu chết đúng rồi người chắc chắn là thái tử muốn cưới oanh nhiễm đúng chứ nguyệt nhung phu nhân nói oanh nhiễm nói thái tử đã chính miệng hứa rồi thừa tướng nghe vậy cũng yên tâm hơn vậy thì tốt vậy thì tốt nguyệt nhung phu nhân lại nhìn về phía ông ta hỏi dò vậy khi hạ thương mai trở về chúng ta sẽ làm theo ý của mẫu thân sao khi nào hành động hạ thừa tướng trầm ngâm một lát rồi trả lời ta phải tới hỏi mẫu thân để xem phải như thế nào mới ổn nguyệt nhung phu nhân thản nhiên cười thật ra thì tướng ra không cần cứ làm phiền mẫu thân như vậy gần đây sức khỏe của mẫu thân cũng không tốt việc này tự chúng ta quyết định được chứ bà ta rất không thích khi chuyện gì tướng ra cũng đem đi hỏi bà già kia ông càng ỉ lại vào bà già đó thì địa vị của bà ta trong phủ càng vững chắc hơn bà đã chịu đủ sự cay nghiệt của bà ta rồi hạ thừa tướng lại không hiểu được ý của bà ta còn tưởng bà ta thật lòng quan tâm mẫu thân ông trả lời chuyện khác có thể không hỏi mẫu thân nhưng chuyện này có ảnh hưởng rất lớn vẫn nên cẩn thận một chút đi hỏi bà ấy đi dứt lời ông liền xoay người bước ra ngoài. Lão phu nhân nghe nói hoàng hậu cho phép thương mai xuất cung thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, bà ta ngậm tẩu thuốc, thản nhiên nói, chuyện này ta đã đoán được từ lâu, nếu hoàng hậu nương nương xử tử nàng ta ở trong cung thì sẽ khiến mọi người nghĩ ngài ấy hẹp hòi. Hoàng hậu nương nương sẽ không để ai nắm được thóp, những chuyện dơ bẩn như vậy chỉ có thể để chúng ta làm thôi. Vậy mẫu thân cảm thấy khi nào ra tay thì thích hợp? Hạ thừa tướng hỏi, dường như ông ta đang nói về một chuyện hết sức bình thường chứ không phải chuyện gì tàn ác như giết chết chính con ruột của mình. Đợi khoảng hai ngày đi, nếu nó vừa mới vào phủ đã chết thì người ngoài sẽ cho rằng hoàng hậu nương nương đã hạ độc, đến khi quay về phủ thì nhiễm độc mà chết, như vậy sẽ tổn hại tới danh tiếng của ngài ấy, sẽ ảnh hưởng xấu đến quyện sau này của oanh nhiễm, không cần nóng nảy, cứ để từ từ đi. Lão phu nhân đặt tàu thuốc lên bàn, ngay sau đó liền có mama ma bưng trà lên cho bà ta xúc miệng, bà ta uống một ngụm, ngửa đầu xúc sạch rồi lại phun vào trong ống nhổ. Con đã biết, hạ thừa tướng kính cần nói. Đoạn ông ta ngập ngừng một chốc rồi lo lắng nói, có khi nào hoàng hậu nương nương thật sự có ý tha cho nó không? Nếu chúng ta giết nó, liệu hoàng hậu? Lão phu nhân ngẩng đầu lên lườm ông một cái, đầu óc để đâu rồi? Nếu hoàng hậu nương nương muốn tha cho nó, vậy tại sao lại bắt nó ba quỷ chín lại ra cung? Đây rõ ràng là một lời nhắc nhở hạ thừa tướng suy nghĩ một thoáng rồi nở nụ cười gian manh, đúng vậy, mẫu thân suy nghĩ thật chu đáo. chương 10, ta muốn trả thù. Đến tối thương mai mới có thể trở về phủ, cổng phủ đóng chặt, không có ai gác cửa, cô ngồi trên bậc thềm đá, cơ thể dần dần ngã về phía sau. Cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, vừa đói, vừa mệt lại vừa đau, gần như sắp rời cả xương cốt ra luôn rồi. Cô không còn sức để gõ cổng nữa, cũng biết gõ rồi cổng cũng chẳng thể mở ra nằm trên bậc thềm phía sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao các vì sao rực rỡ như vậy đẹp đẽ biết bao vũ trụ mênh mông có thể chứa đựng quá nhiều quá nhiều thứ nhưng mà không thể dung chứa một sinh mạng đang nỗ lực để sống tiếp nhị tiểu thư đại tiểu thư đã trở về rồi đang ở bên ngoài có cần mở cổng ra không tên gác cổng thấp giọng hỏi hạ oanh nhiễm cười lạnh mở gì chứ đi ngủ đi đêm nay không cần phải trực tên gác cổng biết đại tiểu thư đã không còn quyền thế huống chi những ngày tháng qua cũng chẳng có địa vị gì là hạ nhân hắn ta chỉ cần nhìn sắc mặt của người đang đắc thế là được vâng nhị tiểu thư tên gác cửa đáp một tiếng hạ oanh nhiếm cười tàn nhẫn nói với tỷ nữ bên cạnh chúng ta đi cứ để nàng ta ngủ ở ngoài một đêm tiểu thư có sợ ngày mai bị người khác nhìn thấy không sợ gì chứ trò hề ngày hôm nay ai mà không biết tướng phủ của chúng ta có thể không có người này, là nàng ta không bỏ được chúng ta thôi. Hạ oanh nhiễm nói xong, ngạo mạn rời đi. Thương Mai nằm trên mặt đất, nghe thấy bọn họ nói chuyện bên trong, cô đã không còn sức lực để tức giận hay cảm thấy nhục nhã nữa rồi, cô chỉ muốn yên ổn nằm xuống, lấy lại chút sức mà thôi. Mối thù này, sớm muộn cũng sẽ phải trả lại, cô không vội. Cô vô cùng khát nước, cảm giác khát nước này còn khó chịu hơn cả cảm giác đau đớn và mỏi người. Cô nhịn, trong đầu không ngừng tính toán cho sau này. Hôm nay nhập cung, vốn mọi thứ đã trong dự liệu của cô, cơn động kinh của lương vương phát tác, không cần cô phải ra tay, khiến cô cảm nhận được sự yêu ái của trời cao, nhưng mà lại không ngờ đến việc tứ hôn, khiến cục diện chuyển biến. Thật ra hôm nay cơn động kinh của lương vương phát tác không mạnh, chỉ là một cơn phát tác nhỏ trước khi cơn phát tác lớn đến, cũng có nghĩa là, hai ba ngày nữa, hắn ta sẽ lại phát tác một lần nữa, mà lần phát tác đó sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cô ý để ngự y dùng châm là để thông báo với hoàng hậu, cô biết thuật châm cứu có thể chữa trị cho lương vương. Như vậy thì vào lúc lương vương tái phát, hoàng hậu sẽ hạ chỉ truyền cô vào cung. Chỉ cần cô có giá trị lợi dụng với hoàng hậu, vậy thì mạng của cô cũng sẽ được đảm bảo. Nhưng bây giờ lại có một nhiếp chính vương xen ngang, đảo loạn toàn bộ kế hoạch của cô. Tướng phủ muốn giết cô, hoàng hậu có thể cứu, nhưng mà nếu như nhiếp chính vương muốn giết cô, ai có thể cứu. Hơn nữa, nhìn không khí giữa hoàng hậu và nhiếp chính vương, chắc là nhiếp chính vương cũng hận lương vương, nếu như cô chữa trị cho lương vương, nhiếp chính vương còn có thể giữ cô lại không? Bao nhiêu ngày tính kế, lại bị hủy trong phút chốc. Cô mệt rồi, nhưng lại không thể gục xuống, không đến giây phút cuối cùng, cô không thể nào gục ngã được. Lúc cô đang kiệt sức lại nghe thấy tiếng mở cổng, sau đó, nghe thấy tiếng bịch bịch vang lên dưới đất, cô quay đầu sang nhìn chỉ thấy có một bát nước và hai cái bánh bao cô sửng sốt lập tức ngẩng đầu lên chỉ thấy cánh cổng nhanh chóng đóng lại và cả bóng dáng của một người gác cổng đang né tránh hôm nay thương mai đã rơi nước mắt mấy lần nhưng bất kể là ở trước mặt khách khứ hay là ở trước mặt hoàng hậu nước mắt đều có vài phần giả dối chỉ để tăng thêm hiệu quả mà thôi nhưng mà nhìn thấy bát nước và hai cái bánh bao này cô ngồi dậy ôm chân chẳng kiêng kỵ mà thoải mái bật khóc người gác cổng không biết sự lương thiện của hắn sẽ cứu được hắn một mạng thậm chí còn thay đổi cả cuộc đời của hắn thật ra hắn không định làm việc ở tướng phủ nữa hắn không còn cách nào khác giống như những gì tiền bối dạy chỉ nịnh nọt những người đắc thế chỉ cần đợi hết kỳ hạn bán thân hai năm hắn sẽ rời đi thương mai uống nước ăn bánh bao sau đó đặt lại bát trước cổng ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi một lát cô đã hồi phục được chút sức rồi cô rời khỏi cổng phủ, đi về phía cửa sau mé bên phải. Nhìn bức tường cao vút kia, cô hít một hơi thật sâu, trèo lên rồi nhảy xuống. Hậu viện không có người tuần tra, nhất là, đây còn là khu hạ trí huyển, nơi này, là nơi cô và mẫu thân cô ở, sẽ không có ai đến. Trên một bục cao đối diện với tướng phủ, có một ánh mắt lạnh lùng đang theo sát nhất cử nhất động của cô. Đứng ở bục cao nhất, có thể nhìn thấy mọi thứ của tướng phủ. Vương gia, hạ thương mai này, hình như có chút nền tảng công phu. Ánh mắt nhiếp chính vương lạnh lùng, nghiêm vinh, người lập tức đi điều tra hạ thương mai cho ta, xem nàng ta trước đây có từng học về y thuật không. Y thuật, cũng không kỳ lạ, hạ phu nhân kia vốn đã hiểu rõ thuật kỳ hoàng. Nhiếp chính vương nghĩ đến danh tiếng trước kia của liên thị, có người nói bà là nữ tử thông minh nhanh nhẹn nhất từ khi khai quốc đến nay, cầm kỳ thi hỏa không gì là không thành thạo, tài tình hơn người, Y thuật lại tinh thông, là một nữ tử lương thiện trong sáng. Nhưng điều châm biếm là, hạ thừa tướng lại gọi như phu nhân là Nguyệt Nhung phu nhân, tán thưởng bà ta có trái tim lương thiện trong sáng. Lời này, hạ thừa tướng thường xuyên nhắc đến trước mặt người khác. Đúng, hạ phu nhân hiểu biết y thuật, nhiếp chính vương như đang suy nghĩ điều gì, gió đêm mạnh mẽ làm bay tà áo của hắn, gương mặt lạnh lùng của hắn dần dần ấm lên, nếu như vậy, nàng ta thật sự có thể chữa trị cho toàn Vương gia, chuyện này e là không thể, Ngư Y đã nói rồi, thuật châm cứu quá nguy hiểm, đến cả Ngư Y cũng không tinh thông, cho dù nàng ta có hiểu rõ y thuật, nhưng làm sao có thể chữa khỏi cho Lương Vương điện hạ được." Nhiêm Vinh nói. Nhiếp Chính Vương im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn đã có một dự tính khác. Nhiêm Vinh nhìn sắc mặt của hắn, thăm dò hỏi, "Vương gia, hôm nay Hoàng hậu nương nương nói muốn tứ hôn cho người, người thật sự đồng ý cưới Hạ Thương Mai sao?" hoàng thái hậu có quyền tứ hôn cho bản vương sắc mặt mộ dung khanh đột nhiên lạnh đi nói một câu không rõ ý tứ nghiêm vinh khẽ nói nếu như vương ra không thích hay là thuộc hạ hắn làm một động tác tay đáy mắt đột nhiên lạnh đi mộ dung khanh im lặng một lúc để xem sao đã có ý chỉ hạ xuống đã rồi nói hắn sẽ không cưới hạ thương mai không phải danh tiếng của nàng không tốt mà là hạ thương mai trở về hạ trí uyển hạ phu nhân vẫn chưa ngủ, nghe thấy có tiếng động thì vội vã ra lệnh cho thị nữ tiểu khuyên đi mở cửa. Tiểu khuyên nhìn thấy gương mặt đầy vết máu của thương mai, nước mắt cũng sắp rơi xuống, nhưng đã cố gắng chịu đựng, dìu nàng vào trong phòng. Hạ phu nhân nhìn thấy dáng vẻ này của thương mai, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ là từ trước đến nay vẫn luôn nhẫn nhịn đã thành quen rồi, không khóc ngay lập tức, nhưng đôi mắt cũng đã lấp lánh chút nước rồi, bà khẽ ôm lấy thương mai, xin lỗi, mẫu thân liên lụy đến con rồi. Thương Mai lại khẽ đẩy bà ra, nhìn gương mặt xương tấy của bà, giọng nói lạnh lùng, hỏi chuyện gì vậy? Hạ phu nhân không tự nhiên quay mặt đi, không có gì. Tiểu khuyên không chịu đựng được nữa, khóc mà nói tiểu thư, sau khi người vào cung, lão phu nhân đã phái Thúy Ngọc đến và miệng phu nhân, đánh đến khi máu mũi phu nhân chảy ra mới chịu thôi. Lập tức toàn thân thương mai tỏa ra sát khí, lạnh lùng nói, bà già đó, ta sẽ không bỏ qua cho bà ta đâu hạ phu nhân lại không quan tâm đến bản thân bảo tiểu khuyên đi chuẩn bị nước nóng cho thương mai tắm sau đó bà xử lý vết thương cho thương mai nhìn mấy ngón tay máu thịt mơ hồ của nàng bà không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt bà không hỏi thương mai tình hình trong cung hôm nay nhìn vết thương của cô thì đã biết được cô đã bị đối xử như thế nào trong cung rồi thương mai nhìn bà khẽ nói mẫu thân con không sao cơn động kinh của lương vương phát tác con đã cứu hắn hơn nữa con cũng nói với hoàng hậu rồi, thuật châm cứu có thể cứu được lương vương. Thuật châm cứu? Hạ phu nhân nhíu mày, con thật sự có tự tin sao? Mẫu thân yên tâm, con nắm chắc được. Thương Mai chắc chắn nói. Con nắm chắc được. Hạ phu nhân ngồi xuống bên cạnh nàng, nhưng mà, hoàng hậu sẽ để con mạo hiểm chữa trị cho lương vương sao? Chương 11, bắt đầu khó khăn. Thương Mai giơ tay ra hiệu bảo Tiểu Khuyên ra ngoài. Tiểu Khuyên bê nước ra ngoài. Còn tiện tay đóng cửa lại. Mẫu thân, người yên tâm là được, trước đây con từng học y thuật, cũng học qua châm cứu, con rất tự tin." Thương Mai khẽ nói. Hạ phu nhân khẽ gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc cô, "Con à, làm khó cho con rồi, con thay Thương Mai sống, lại chịu nỗi khổ mà vốn là con bé nên chịu, thật sự là khiến con ấm ức rồi." "Con vui lòng," Thương Mai mỉm cười. Ít nhất, cô cũng không còn là cô nhi nữa. Hôm qua Hạ Phu Nhân đã biết được cô không phải con gái của bà, nhớ lúc đó Hạ Phu Nhân nắm tay cô, sắc mạnh lạnh lùng giống như một miếng băng điêu khắc. Sau đó, bà nói một câu ta muốn trả thù cho con gái của ta. Giọng nói nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại chứa đựng nỗi hận sâu sắc. Bây giờ, điều mà bọn họ cần phải đề phòng nghiêm ngặt là trong vài ngày này, không thể để người của tướng phủ ra tay với bọn họ. Hai nhà đầu của Hạ Chí Uyển, Tiểu Khuyên Hầu Hạ Nàng, còn Tùy Nga Hầu Hạ Mẫu Thân nhưng thùy nga lại có tâm địa cao ngạo kiêu căng hơn người thương mai đã gặp qua vô số người vừa nhìn đã biết nàng ta không đáng tin mẫu thân mấy ngày này người phải đề phòng thùy nga nàng dặn dò ta biết rồi ngủ thôi sau khi hạ phu nhân đắp thuốc xong cho cô khẽ nói thương mai cũng mệt lắm rồi cơn mệt mỏi dâng lên chẳng mấy chốc đã ngủ rồi hạ phu nhân vẫn luôn ngồi bên giường nghe thấy tiếng thở đều đều của thương mai khẽ vuốt ve gương mặt nàng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương của nàng nước mắt đua nhau chảy ra bà đau lòng bà hận chỉ là không muốn rơi nước mắt ở trước mặt người khác mà thôi bà cũng đau lòng cho cô nương trước mắt này bây giờ nàng phải chịu những nỗi khổ mà vốn là do con gái bà nên chịu thật ra chết chưa chắc đã không phải chuyện tốt nếu cứ mãi sống một cách vô dụng phải chịu ức hiếp như vậy thà chết đi còn thoải mái hơn hai ngày nay không có ai đến làm phiền hai mẹ con bọn họ Thương Mai được ăn tính, có thể tính tâm dưỡng thương rồi nghiên cứu thật tốt thuật châm cứu. Hạ phu nhân biết được ở trong cung thương Mai đã bị cho uống rất nhiều hồng hoa, khẽ thở dài, nữ tử mà không thể sinh con được, đời này coi như bỏ rồi. Bà gặp được một người đàn ông phụ lòng mình, nhưng không có nghĩa là nam tử trên toàn thế gian này đều là những người bạc tình. Bà vẫn rất hy vọng sau này thương Mai có thể tìm được một nam tử yêu thương nàng. Buổi sáng ngày thứ ba, Thùy Nga bước vào nói, đại tiểu thư lão phu nhân mời tiểu thư qua đó một chuyến. Thương Mai đặt quyển sách trong tay mình xuống, quay sang nhìn hạ phu nhân. Lão phu nhân sai ngươi đến truyền lời sao? Thương Mai hỏi. Thùy Nga nói, đúng vậy, nô tỳ vừa mới ra vườn hoa, thì thấy Thúy Ngọc cô cô đang đi đến, nàng ta vừa nhìn thấy nô tỳ, thì nói là lão phu nhân mời cô qua một chuyến. Thúy Ngọc cô cô có nói là chuyện gì không? Thương Mai thấp giọng hỏi. Bây giờ đã là ngày thứ ba, là một ngày quan trọng nhất. Nếu như bọn họ lựa chọn ra tay trong ngày hôm nay, vậy thì chuyện này có chút khó giải quyết rồi. Không nói, Thương Mai đứng dậy, "Vậy được, ta qua đó một chuyến." Hạ phu nhân bật dậy, "Ta đi cùng con." Thùy Nga nói, "Phu nhân, Thúy Ngọc cô cô nói chỉ cho đại tiểu thư đi." Thương Mai vỗ về Hạ phu nhân, "Mẫu thân, không sao đâu, con đi một chuyến rồi về." Tâm trạng Hạ phu nhân nặng nề, "Thương Mai, nhất định phải cẩn thận." Thùy Nga đứng bên cạnh nghe thấy, bật cười, xem phu nhân nói gì, không phải là chỉ đi thỉnh an lão phu nhân thôi sao? Có đến mức mà cẩn thận với không cẩn thận gì đó không? Sắc mặt thương mai trầm xuống, được rồi, người cũng đừng đi lại lung tung nữa, quét dọn sạch sẽ phòng đi. Thùy Nga cung cần đáp, biết rồi ạ, à, đại tiểu thư, người đi đi. Thương mai cảm thấy sự thay đổi trong thái độ này của nàng ta có chút kỳ lạ, trước kia sai nàng ta làm việc, nàng ta lúc nào cũng xị mặt ra đáp, bây giờ lại ngoan ngoãn cung kính như vậy, thương mai không khỏi tăng phần cảnh giác. Bởi vì tiểu khuyên là thị nữ của thương mai, thương mai vừa ra ngoài, tiểu khuyên đương nhiên cũng đi theo. Đến phòng của lão phu nhân, có vài hạ nhân đang đứng trước cửa, thấy nàng, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên kiêu ngạo, lão thái thái trước nay vẫn không thích ồn ào, vì vậy trong phòng cũng chỉ có một bà già và một thị nữ, rất ít khi lại đông đúc như vậy. Ngày thứ ba, cuối cùng cũng muốn ra tay rồi. Thùy Nga cô cô đứng ở cửa, thấy nàng đến, sắc mặt u ám nói, đại tiểu thư vào đi. Thương Mai xoay xoay chiếc nhẫn, rồi bước vào trong. Trong phòng đã có vài người rồi, lão phu nhân ngồi trên ghế thái sư ở chính giữa, có một nha hoàn khoảng 15, 16 tuổi đang nửa quỳ bóp chân cho bà ta. Hạ thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân ngồi ở hai bên, sắc mặt tối tăm nhìn cô, nhất là Nguyệt Nhung phu nhân, ánh mắt nhìn bà ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hảo Anh Nhiễm đứng bên cạnh Nguyệt Nhung phu nhân, ai oán nhìn cô, tai nàng ta đang bị băng bó, máu thấm qua cả lớp vải. Lão phu nhân, thương Mai tiến đến hành lễ, trong lòng lại vang lên một tiếng cảnh giác, muốn đối phó cô cũng không cần nhiều người như vậy chứ. Trong tay lão phu nhân là tẩu thuốc, bà ta chỉ vào chiếc bàn bên cạnh nói, sắp đến ngày lễ quan âm rồi, tội nhiệt của ngươi nặng nề, chép một ít kinh phật để rửa sạch tội lỗi đi. Trên bàn là một đống giấy tuyên, còn có cả một quyển quan âm kinh. Thương Mai châm rãi bước đến, trong lòng vô cùng cảnh giác. Cô ngồi xuống, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Ngày hôm đó ở hiện trường hôn lễ, cô đưa hưu thư cho nhiều người xem như vậy. Hạ thừa tướng muốn rửa sạch tội danh vô cáo mẫu thân thì bắt buộc phải biến chuyện thông dâm thành sự thật. Nếu là như vậy, thì bức hưu thư đó có thể giải thích mọi chuyện rồi. Bây giờ phía bên kia chỉ có Thủy Nga và mẫu thân, tiểu khuyên và cô đã ra ngoài rồi, bên ngoài còn nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, chính là không để cho cô ra ngoài được. Thương Mai nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng suốt ruột, bây giờ Hạ Chí Uyển chắc chắn đã bị Thùy Nga sắp xếp xong rồi, còn có, Thúy Ngọc cô cô bên cạnh lão thái thái cũng không ở đây, nhất định là có vấn đề. Thương Mai biết cô nhất định phải lập tức rời khỏi đây, nhưng cũng không thể để lão phu nhân biết được cô đã nhìn thấu âm mưu của bọn họ. Cô kêu lên một tiếng rồi ôm lấy bụng mình, ai, bụng của con đau quá, lão phu nhân, con phải đi nhà xí một lát lão phu nhân lạnh nhạt nhìn nàng nhịn một chút là được rồi thương mai quỳ xuống chuyện này không thể nhịn được ui cha sắp ra ngoài rồi con muốn mượn nhà xí trong vườn của lão phu nhân có được không lão phu nhân thấy sắc mặt đau khổ của cô không giống đang giả vờ cũng sợ cô sẽ tuôn ra hết ở đây bèn dặn dò lam ngọc cô cô bên cạnh người đưa nàng ta đến nhà xí trông chừng nàng ta lam ngọc đáp vâng lão phu nhân thương mai ôm bụng đi ra ngoài nói với Lam Ngọc, làm phiền Lam Ngọc cô cô rồi. Lam Ngọc chán ghét nhìn cô, không nói gì, đưa cô ra ngoài. Tiểu khuyên bên ngoài thấy Thương Mai đi ra, nhìn theo, thấy Thương Mai không bảo mình đi cùng, nàng bèn đứng nguyên tại chỗ. Nhà xí ở phía sau mé bên phải của vườn, một mình một chỗ, nơi chuyên dùng cho hạ nhân, nơi chủ tử dùng thì ở bên trong phòng. Sau khi Thương Mai đi vào, lại nói với ra bên ngoài với Lam Ngọc cô cô, ở đây không có giấy, Lam Ngọc cô cô giúp ta đi lấy một chút được không? Lam Ngọc mất kiên nhẫn nói, sao ngươi lại phiền phức thế chứ? Thương Mai khóc lóc nói, ta cũng không biết ở đây không có giấy, làm phiền cô cô rồi, nếu không trở về khiến lão phu nhân ngạt thở thì không hay. Lam Ngọc lẩm bẩm mắng mỏ, càng là người ti tiện thì càng lắm chuyện, cũng không xem lại thân phận của mình như nào. Nói xong thì tức giận rời đi. chương 12, tìm mèo hoang. Thương Mai nghe được tiếng bước chân của nàng ta xa dần, bèn mở cửa nhà xí, may mắn là ở chỗ này cây cối um tùm, nên mấy người thân hình vạm vỡ kia không nhìn thấy cô. Cô gión rén đi đến chỗ tường rào, sau đó nhảy lên và trèo tường ra ngoài, cô nhẹ nhàng chạm đất, tuy là nguyên khí vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng mà may mắn là thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn. Cô liền nhanh chóng chạy về hướng Hạ Chí Uyển, hôm nay Hạ Thừa Tướng, Nguyệt Nhung Phu Nhân và những người khác đều ở bên phòng của Lão Phu Nhân, đương nhiên đám người hầu cũng sẽ tập trung ở bên đó, nên suốt dọc đường đi, cô không thấy ai cả. Lúc chạy đến chỗ bên bờ hồ, cô gặp Thúy Cô Cô đang dẫn theo ba người đi về hướng Hạ Chí Uyển, theo sau còn có quản gia hạ đoàn. Thương Mai thầm nghĩ không hay rồi, trên tay ba người đó đang bê là vải dệt tơ lụa, chắc là trưởng xưởng tơ lụa của xưởng tơ lụa. Ba người này là người ngoài, nếu như mà nhìn thấy gì ở Hạ Chí Uyển chắc chắn sẽ truyền ra bên ngoài. Quả thật là hiểm độc thương mai men theo đường nhỏ, đến Hạ Chí Uyển trước họ một bước. Phía trước cửa chính của Hạ Chí Uyển có vài người hầu đứng, Thùy Nga cũng đứng đó nói chuyện với họ, dáng vẻ rất lén lút, kỳ bí. Thương Mai đi vòng từ phía sau và trèo tường vào, rồi nhanh chân đi về hướng phòng mẹ cô. Vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cô là mẫu thân cô và một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên giường. Cả hai người đều quần áo không chỉnh tề và đều đang bị đánh mê, Thương Mai nhìn người đàn ông lạ mặt đó, trong đầu cô bất chợt hiện lên cái tên Trần Ninh. Có vẻ như Trần Ninh này trước đây thường xuyên đến phủ, nên nguyên chủ thể xác của cô có gặp ông ta vài lần, vì vậy cô mới nhận ra ông. Thương Mai liền lập tức lôi Trần Ninh ra ngoài cửa và giấu trong nhà vệ sinh mà không chút đắn đo suy nghĩ. Cửa chính có người canh giữ, nên chắc chắn sẽ không ra theo lối đó được, nên chỉ còn cách giấu trong khu nhà vệ sinh nơi mà bọn họ không tìm đến. Trần Ninh nằm co do như heo chết ở trong nhà vệ sinh, sau gáy ông có vết sưng khá lớn, chắc là do bị ai đó đánh từ sau làm bất tỉnh. Thương Mai đạp thẳng vào ngực ông ta, rồi dùng đoạt phách hoàn gõ vào huyệt thái dương của ông ta, lúc này Trần Ninh mới dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Thương Mai, ông ta liền giật mình, nhưng vừa định lên tiếng hỏi thì Thương Mai đã lên tiếng trước, tốt nhất là ông nên câm miệng lại, ông bị người khác đánh ngất xỉu rồi đưa đến nằm trên giường mẹ ta, Giờ đang có người đến để bắt ghen, nếu như ông bị bắt tại trận, hậu quả như thế nào thì tự ông biết. Trần Ninh sợ tới mức mặt mày tái mét, sao lại như vậy? Giờ ông ở trong này, không được lên tiếng, ta sẽ xử lý. Nói xong, Thương Mai bèn đóng cửa nhà vệ sinh và đi ra ngoài. Cô không thể không làm cho Trần Ninh tỉnh táo lại, bởi vì ông ta bị người khác đánh ngất xỉu, nên sẽ ngất trong bao lâu không ai biết được, nếu ông ta tỉnh phát ra động tĩnh trong lúc những người kia tìm xét thì chết chắc giờ ông ta tỉnh rồi cho dù có bị bọn người kia lục xét tìm ra thì cũng đã có chuẩn bị trong lòng ông ta có thể viện lý do đến đây đi vệ sinh như vậy ít ra thì có thể thoái thác chuyện trước đó sau khi xử lý xong trần ninh cô liền tức tốc chạy về phòng khi đến gần cô chưa bước vào thì đã nghe có tiếng bước chân vang lên gần đó cô liền nhanh chóng đóng cửa phòng lại sau đó lấy kim châm cứu trong tay áo châm vào huyệt nhân chung của hạ phu nhân hạ phu nhân khẽ ho một tiếng dần tỉnh lại Thấy Thương Mai đang nhìn mình lo lắng Bà liền lên tiếng hỏi Mẹ ngủ quên rồi sao Thương Mai khẽ suyệt Không, mẹ bị đánh hôn mê Bọn họ đưa Trần Ninh vứt lên giường mẹ Giờ Thúy Ngọc đang dẫn người qua đây Định bắt gian mẹ và Trần Ninh tại trận Con đã kéo Trần Ninh vào nhà vệ sinh rồi Sao cơ Hạ phu nhân giật mình hoang mang Mẹ không cần hoảng Không sao đâu Chỉ cần không bị bắt tại trận thì sẽ không sao Mẹ mau ngồi dậy Tiếp tục theo đi mẹ thương mai vừa đỡ bà dậy vừa nói tiếng bước chân đã đến rất gần sau đó bọn họ nghe thấy tiếng hô của thùy nga thúy ngọc cô cô đến rồi ạ à? cho hỏi có chuyện gì không phu nhân đã ngủ rồi mới dậy chưa bao lâu mà đã lại ngủ rồi sao lão phu nhân lệnh cho ta dẫn người bên cắt may qua đây cho đo đặt may cho phu nhân vài bộ lễ phục để phu nhân mặc vào ngày mừng thọ của lão phu nhân thúy ngọc nói thùy nga có vẻ khó xử nhưng phu nhân vừa mới ngủ hay là lát nữa rồi Thúy Ngọc cô cô quay lại được không? Thúy Ngọc liền nổi giận, sao lại lát nữa quay lại? Đây là lệnh của lão phu nhân, mau mở cửa cho ta, phu nhân mới ngủ thì chắc chưa ngủ say được. Không ngờ Thúy Nga lại quỳ xuống vừa khóc vừa nói với giọng nức nở, giờ thật sự không được, xin Thúy Ngọc cô cô về trước đi. Thương Mai liền khẽ hé cửa sổ ra, nhìn qua khe ra ngoài, thấy Thúy Nga đang cản không cho Thúy Ngọc cô cô vào, mà Thúy Ngọc cô cô đang rất giận dữ, nhưng ngược lại, ông chủ của xưởng tơ lụa nói, nếu phu nhân đã ngủ thì lát nữa chúng ta quay lại đi. Thúy Ngọc trả lời, dù sao thì cũng đã đến rồi, đo người trước đi, để mắc công trưởng tiệm lại phải đi thêm một chuyến nữa. Sau đó nàng ta xoay qua lớn tiếng hét với Thùy Nga, người còn chờ gì nữa? Còn không mau mở cửa cho ta, đây là lệnh của lão phu nhân. Thùy Nga đứng dậy, dáng vẻ bất lực, nàng khúm núm lui sau, nhưng điệu bộ cử chỉ như không dễ dàng mở cửa, trông bộ dạng của nàng rất lén lút như muốn trốn tránh thương mai nhếch môi cười cô đi đến và mở cửa cười lớn tiếng bước ra thúy ngọc cô cô đến có chuyện gì vậy thúy ngọc cô cô ngẩn ra chẳng phải đại tiểu thư đang ở bên chỗ lão phu nhân sao sao lại quay về rồi vừa dứt lời nàng ta liền biến sắc lời vừa nói khác nào đang ám chỉ cho hạ thương mai biết là có vấn đề sao thương mai giả vờ như không nghe thấy cô nói ta cảm thấy bụng khó chịu nên về đây lấy thuốc giờ chuẩn bị qua bên đó liền đây cô đưa mắt nhìn ba người theo sau thúy ngọc và hỏi bọn họ là trưởng tiệm xưởng tơ lụa họ chu bước lên trước lễ phép chào tiểu nhân là người xưởng tơ lụa tham kiến đại tiểu thư thì ra là trưởng tiệm của xưởng tơ lụa đến may đồ mới cho mẹ ta sao thương mai cười cười rồi cúi người nói mau vào đây đi mẹ ta đang ở bên trong thúy ngọc cô cô hung giữ liếc mắt nhìn thùy nga thùy nga cũng đang ngơ ngác vẻ mặt ngạc nhiên, sao nàng ta không nhìn thấy đại tiểu thư quay về, nàng ta vẫn luôn đứng canh ngoài cửa mà. Nàng ta đứng lên, đi đến phía trước Thúy Ngọc Cô Cô và nói nhỏ vào tai, nô tỳ không nhìn thấy đại tiểu thư về, hơn nữa cũng không thấy ai bước ra khỏi phòng, chắc chắn người đó vẫn còn ở đây. Thúy Ngọc Cô Cô khẽ gật đầu, nàng ta dẫn người đi vào trong, hạ phu nhân đang ngồi trước bàn thiêu hoa, tuy là thương mai đã gọi bà tỉnh lại, nhưng tác dụng của thuốc mê vẫn còn, nên đầu óc của bà vẫn hơi mụ mị phu nhân thúy ngọc cô cô bước lên trước hành lễ nàng ta đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra ai khác có điều sau bức bình phong hình như có gì đó đang chuyển động hạ đoàn cũng bước vào theo phía sau thúy ngọc cô cô nhìn hạ đoàn nói phía sau bức bình phong có phải có mèo hoang không Người đi xem thử xem lúc nãy hình như ta có nghe được tiếng mèo kêu cẩn thận đừng làm phu nhân sợ hạ đoàn đáp lại được ta qua đó xem thử Hạ phu nhân liền đứng dậy ra tay cản Hạ Đoàn lại, không có mèo hoang gì ở đây đâu. Hạ Đoàn cười và đáp lại, phu nhân không biết đó thôi, gần đây trong phủ xuất hiện rất nhiều mèo hoang, làm mọi người sợ chết khiếp. Hạ phu nhân nhìn hắn với ánh mắt hung dữ, trong phòng ta không có mèo hoang gì hết, phía sau bức bình phong ta có treo đồ, ngươi không được phép nhìn. Thúy Ngọc cô cô lên tiếng, là đồ của nữ giới chăng, vậy để nô tỳ qua đó xem thử, móng vuốt của mấy con mèo hoang rất bén lỡ như làm phu nhân giật mình thì không hay đâu. Sứt lời, Thúy Ngọc bèn bước về hướng bức bình phong, phía sau bức bình phong không có bóng dáng người, chỉ có treo một cái yếm và một bộ quần áo, thật sự không tiện để nam giới vào xem. Nàng cảm thấy kỳ lạ trong lòng, liếc nhìn Thùy Nga lần nữa, lúc này Thùy Nga cũng đang bất ngờ, người sau khi được đưa vào đây thì cũng không thấy ra ngoài, hơn nữa rõ ràng phu nhân đang bị hôn mê, sao giờ lại đang tỉnh. Không có mèo hoang. Thúy Ngọc cô cô miễn cưỡng nở nụ cười, phu nhân, lão phu nhân lệnh nô tỳ dẫn người cắt may đến đo cho phu nhân, cũng lâu lắm rồi phu nhân không may quần áo mới, giờ nên may vài bộ để mặc trong ngày mừng thọ của lão phu nhân. chương 13, Thương Mai ra tay. Hạ phu nhân hờ hững nói, thay ta cảm ơn lão phu nhân. Sau đó lại hơi cúi người với trưởng tiệm chu, làm phiền. Trường tiệm chu cười nói, phu nhân khách sáo rồi, ông ta giơ tay ra hiệu cho thợ may bước lên lấy số đo của hạ phu nhân sau đó nói lần này tiểu nhân có mang đến mấy cuộn tơ lụa sau khi đo xong mời phu nhân lựa chọn kiểu hoa nếu thích thì hạ phu nhân giữ lại không thích thì tiểu nhân sẽ cầm đi vải trơn là được rồi hạ phu nhân nói thương mai lặng lẽ lui ra cửa hạ đoàn nhìn thấy động tác của cô cũng đi ra theo ông ta nhìn chung quanh một hồi rồi nói với Thương Mai, không phải đại tiểu thư phải về phòng hầu hạ lão phu nhân sao? Sao đại tiểu thư còn chưa đi? Thương Mai tựa sát lan can, dáng vẻ vô cùng ngang ngạnh, lát nữa ta sẽ đi, ta cũng muốn bảo trưởng tiệm chu lấy số đo để làm mấy bộ xiêm y. Hạ đoàn nhìn sắc mặt của nàng, luôn cảm thấy đại tiểu thư này khác trước đây rất nhiều. Đại tiểu thư trước kia luôn khúm núm, ánh mắt né tránh, gặp người khác cũng không dám nói lớn nhưng bây giờ ánh mắt của nàng sắc bén, toàn thân đầy gai, không dễ đụng vào. Hạ đoàn đi lướt qua nàng, dặn dò mấy người canh giữ cửa chính, các người tìm xung quanh viện xem có mèo hoang không. Nhớ kỹ phải lục soát mọi ngõ ngách, không được bỏ sót chỗ nào. Dạ, đám người làm đáp lời xong thì tản ra đi tìm xung quanh. Hạ đoàn chắc chắn người kia vẫn còn ở Hạ Chí Uyển, bởi vì cổng chính có người canh gác, cửa sau lại không nằm ở Hạ Chí Uyển, trừ cửa chính ra nếu muốn ra ngoài trừ khi là leo tường. Trần Ninh kia bị đánh ngất xỉu, Hạ Chí Uyển lại không có mấy kẻ vạm vỡ sao có thể dẫn gã ta ra ngoài được chứ? Đúng là rất kỳ lạ, sao đại tiểu thư lại trở về chứ? Cho dù nàng vạch trần được mưu kế của lão phu nhân cũng không thể nào cứu tỉnh được phu nhân. Phu nhân là chúng mê hương, lại còn là loại mê hương cực mạnh. Lúc Trần Ninh bị đưa tới, phu nhân đã bị mê hương làm hôn mê. Đích thân ông ta đã kiểm tra kỹ càng nhưng tại sao chỉ trong thời gian một nén hương mà người đã tỉnh dậy được chứ? hơn nữa, ở cửa có người canh gác sao đại tiểu thư có thể vào được. Bản thân ông ta cũng dẫn người đi tìm kiếm xung quanh, phát hiện cỏ dại trong góc bị dẫm nát, chẳng lẽ đại tiểu thư leo tường vào. Hạ đoàn nghĩ vậy nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì bức tường rất cao, nếu không có đồ kê chân thì ngay cả đàn ông cũng khó mà leo vào chứ đừng nói chi là một cô gái yếu đuối như đại tiểu thư. Đương nhiên gian phòng của thương mai cũng bị lục lọi một hồi vì tránh để bọn họ đụng lung tung vào sách của cô, nên cô cũng theo vào. Đám người hầu rất hung hăng, lục từ ngoài phòng vào đến trong phòng, đến cả ngóc ngách cũng sục sạo một lượt, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Này, người chớ đụng lung tung vào đồ của ta, thương mai thấy một tên người hầu mở ngăn tủ của cô ra rồi vứt hết xiêm y ra ngoài, cô liền nổi giận. Tên người hầu kia hoàn toàn xem thường cô, chỉ là kiêu căng nói, xin lỗi đại tiểu thư, Chúng ta là nghe lệnh của quản gia đến đây lục soát. Lục soát cái gì?" Thương Mai lạnh lùng thốt lên. "Đương nhiên là tìm mèo hoang, tránh cho mèo hoang cào tiểu thư bị thương, lúc đó tướng gia sẽ tìm chúng tôi tính sổ." Gã hạ nhân kia cũng lạnh lùng đáp lại. "Bọn họ căn bản bản không sợ Thương Mai. Theo bọn họ thấy, tuy hạ Thương Mai là đại tiểu thư của tướng phủ, nhưng địa vị chẳng khác gì người làm bọn họ là bao. Nhất là hôm nay, bọn họ biết được nội tình bên trong, liên thị này và hạ thương mai chắc chắn sẽ không tránh khỏi có liên quan, cho nên bọn họ còn cần gì nể mặt nàng nữa chứ. Thương mai lạnh lùng nói, người biết chuyện thì cho rằng các người đang tìm mèo hoang nhưng người không hiểu chuyện thì lại cho rằng các người đang tìm báu vật đấy. Ngăn tủ này của ta chỉ có chừng đó, chẳng lẽ mèo hoang có thể trốn bên trong quần áo của ta sao? Chuyện đó cũng khó nói lắm, tên người hầu hừ lạnh một tiếng, dẫm lên đống quần áo của thương mai rồi nghênh ngang rời đi thương mai nhếch miệng cười khẩy sải bước tiến lên túm chặt cánh tay của gã xoay ngược người gã lại sau đó giơ tay tát mạnh gã lạnh lùng quát nhặt lên tên người hầu kia ngẩn ra vẻ mặt đột nhiên giận dữ người đánh ta không sai ta đánh người đấy mau nhặt đồ của ta lên ánh mắt của thương mai nhìn gã vô cùng sắc lạnh tên người hầu kia nghiến răng nói đại tiểu thư đừng không biết điều thương mai không chút nghĩ ngợi liền nhấc ghế lên đập tới tức giận nói đúng ta không biết điều đấy, xem ngươi làm gì được ta. Tuy sức lực của thương mai không lớn nhưng cú đập này trúng đầu của tên người hầu, gã bị đau liền dơ chân đạp về phía thương mai. Thương mai chuyển động chiếc nhẫn, chỉ nghe vèo một tiếng, một luồng sức mạnh xuyên từ chân của tên người hầu lên tới đỉnh đầu, gã đau đến nỗi ngã ủnh xuống đất. Hạ đoàn nghe được tiếng động vội vàng chạy tới, ông ta thấy tên người hầu ngã trên mặt đất, ôm đầu đau đớn, không nhịn được hỏi xảy ra chuyện gì tên người hầu kia chỉ vào thương mai nói quản gia ả à đánh ta hạ đoàn ngây người nhìn thương mai thương mai chỉ cười lạnh lùng nói gã dám ra tay với ta ta không nên đánh gã sao hay là quản gia cho rằng đại tiểu thư như ta còn không đủ tư cách dạy dỗ một kẻ xấu xa hạ đoàn thấy tên người hầu kia mặt mày đầy máu thì thầm kinh ngạc khoan hãy nói đến chuyện hôm nay đại tiểu thư lại dám ra tay đánh người mà cho dù có đánh người cũng không thể đánh mạnh đến thế làm cho tên người hầu thê thảm như vậy. Mấy gã nô tài không hiểu chuyện này thì nên dạy dỗ, tiểu thư dạy phải. Hạ đoàn nhìn trong phòng, quả nhiên không có ai. Ông ta nhìn đống đồ bừa bộn trên mặt đất, trong lòng thầm rủa mấy bọn thiển cận này chỉ biết làm hỏng chuyện. Ông ta sai người bước lên đỡ tên người hầu kia trở về. Miệng và mũi của gã hạ nhân kia không ngừng chảy máu giống như bị nội thương vậy. Sao có thể bị thương nặng như vậy chứ? Hạ đoàn ngạc nhiên hỏi tên người hầu kia cũng thấy cực kỳ bực tức, bản thân gã cũng kinh ngạc, lúc nãy gã giơ chân ra đá đại tiểu thư nhưng còn chưa đá chúng thì cảm thấy giống như bị cái gì đánh chúng. Mà gã rõ ràng là không nhìn thấy đại tiểu thư ra tay, hơn nữa cho dù đại tiểu thư ra tay thì gã cũng không thể bị thương nặng như vậy được. Chẳng lẽ, có cao nhân nào đó trốn ở đây sao? Người trở về nghỉ ngơi trước đi, hạ đoàn dặn dò gã, nhìn về phía thương mai vẻ nhìn ngấm. Còn chỗ nào chưa tìm không? Hạ đoàn hỏi, đại tiểu thư đã nổi giận, nếu đối chọi với nhau không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Dù sao vẫn còn ba người ngoài đang ở đây, nếu để bị bắt thóp thì không hay lắm. Một tên người hầu khác đi vào nói, bẩm báo quản gia, đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện có mèo hoang nào. Lạ thật, đã tìm hết trong viện, hơn nữa tất cả các phòng cũng đã tìm khắp một lượt, chẳng lẽ Trần Ninh kia mọc cánh sao? Ông ta không cam lòng dẫn đám người đi ra ngoài, bỗng nhìn thấy nhà xí trong góc, ông ta chỉ vào đó, hỏi các ngươi đã tìm trong nhà xí chưa? Mèo hoang rất thích trốn ở những nơi tối tăm như nhà xí này lắm. Bọn người làm đều lắc đầu, không có. Hạ đoàn quay đầu lại liếc nhìn thương mai, thương mai thở ơ đứng ở cửa nhưng trái tim đã như vọt lên tới cổ họng rồi. Hạ đoàn từ vẻ mặt của thương mai như nhìn ra được gì đó, giống như mèo ngửi được mùi tanh, ông ta trở nên phấn chấn. Đúng, người kia nhất định ở trong nhà xí. Ông ta chỉ vào một người hầu nói, "Người đi lục soát nhà xí đi." Người hầu nghe lời, bước từng bước về phía nhà xí. Thương Mai siết chặt chiếc nhẫn, nàng đã chuẩn bị xong chỉ đang chờ người làm kia mở cửa nhà xí. Chương 14, Hạ Lâm. Cửa nhà xí kéo kẹt một tiếng tự động từ từ mở rộng ra, có thể nhìn thấy bóng người đang di động bên trong. Hạ Đoàn nhìn thấy bên trong thật sự có người ông ta mừng như điên đang muốn giơ tay kéo người kia ra thì lại nhìn thấy một cái đầu đen thui từ từ thò ra. Thiếu gia, hạ đoàn ngượng ngùng thu tay về, kinh ngạc nhìn thiếu gia tướng phủ hạ lâm. Hạ lâm là em trai sinh đôi của hạ oanh nhiễm. Lúc nhỏ hạ lâm từng bị sốt cao, sau khi bình phục thì chỉ số thông minh của hắn giảm sút. Mặc dù những năm nay đã khám rất nhiều đại phu nhưng ngay cả ngự y cũng nói trí thông minh của hắn chỉ ở trình độ của một đứa bé khoảng 8 tuổi thôi. Hạ đoàn, đồ chó nhà ngươi bản thiếu ra đi nhà xí ngươi cũng muốn nhìn trộm sao ta sẽ đi báo cho cha ta biết chuyện này hạ lâm giận giữ ném một sấp giấy từ bên trong ra, tất cả đều đập trúng mặt hạ đoàn xin lỗi thiếu gia là nô tài sai nô tài tưởng là bên trong có mèo hoang hạ đoàn biết tính tình của vị thiếu gia này một khi làm ầm ý là sẽ bất chấp tất cả cho nên lúc này ông ta lập tức nhận sai đồng thời đóng cửa nhà xí lại chỉ là trong lòng ông ta lại thoáng nghi ngờ tại sao thiếu gia lại chạy tới tận đây đi nhà xí thương mai cũng vô cùng kinh ngạc lúc nãy khi cô đẩy trần ninh vào trong nhà xí vẫn không có ai vậy hạ lâm này chạy vào đó từ lúc nào hạ lâm ở bên trong vậy trần ninh đâu tất cả cút hết cho ta cút ngay không được nhìn trộm ta đi nhà xí hạ lâm giống to đồng thời thả rắm kêu vang trời hạ đoàn bịt mũi lại phất tay ra hiệu dẫn theo đám người vội vã rời đi không được bao lâu thì thúy ngọc cô cô mang theo người của xưởng tơ lụa rời đi thương mai liếc nhìn nhà xí một cái sau đó nhanh chóng sải bước vào nói với thùy nga chuyện hôm nay quá ẩm ý, người đi nấu một bình nước sôi pha trà cho mẫu thân đi sắc mặt thùy nga hơi tái nhợt bởi vì chuột dạ nên nàng ta không dám cãi lời của thương mai đáp một tiếng rồi rời đi sau khi thương mai chắc chắn mọi người đều đã rời khỏi lúc này cô mới đi tới trước cửa nhà xí Cô nhẹ nhàng gõ cửa, "Lâm Nhi, xong chưa?" Hạ Lâm bực bội hỏi, "Đại tỷ, người xấu đều đi hết chưa?" "Đi hết rồi," Thương Mai nhẹ giọng nói. Sau đó Hạ Lâm mới mở cửa, Thương Mai nhìn vào, Trần Ninh trốn trong góc run cầm cập, sắc mặt tái xanh. Theo trí nhớ của nguyên chủ, Thương Mai biết Hạ Lâm là một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ nhưng lại có quan hệ rất tốt với nguyên chủ. "Lâm Nhi, sao đệ lại chạy tới nhà xí vậy?" Thương Mai kéo hắn ra, phủi bụi trên người hắn. Hạ lâm đắc y nói, để thấy hạ đoàn kia mang theo nhiều người tới đây thì biết chắc ông ta muốn gây chuyện với tỷ, trước đây đều là như vậy. Thương Mai đã hiểu rõ, hạ đoàn này nhắm vào nguyên chủ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Có lẽ ông ta cũng là bị phu nhân Nguyệt Nhung lợi dụng nhưng ngược lại hạ lâm ngốc này lại có lòng bảo vệ tỷ tỷ. Sau khi Thương Mai xuyên không về, ký ức của nguyên chủ ngày càng hiện rõ trong đầu cô, trong lòng cô, Tình người ấm lạnh thế nào cô đều hiểu rõ, ý tốt của tiểu tử ngốc này làm cô không khỏi cảm động. Đúng rồi, Lâm Nhi có biết người ở trong nhà xí kia không? Thương Mai hỏi. Là Trần Ninh, Hạ Lâm chỉ vào Trần Ninh đắc y nói. Trần Ninh run rẩy bước ra, ánh mắt né tránh liếc nhìn xung quanh một hồi mới thấp giọng nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thương Mai nói với Hạ Lâm, Lâm Nhi, đệ về trước đi. Đệ đừng nói cho bất kỳ ai biết chuyện trong phòng tỷ có người đấy, cho dù mẹ đệ có hỏi cũng không thể nói, nếu không hạ đoàn sẽ tới bắt nạt đại tỷ nữa. Hạ lâm vỗ ngực bảo đảm nói, đại tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết, ta cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt đại tỷ nữa. Sau khi đưa hạ lâm rời khỏi, thương mai một tay tóm chặt cổ áo của Trần Ninh kéo vào phòng chứa đồ. Trần Ninh xoa xoa cái đầu hơi đau nhức của mình, ông ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình, bèn hỏi chuyện này rốt cuộc là thế nào. Người mới vừa nói ta bị người khác bỏ lên giường của liên thị, ai mà cả gan như thế. Thương Mai nhìn ông ta, từ trong lời nói kiêu ngạo có thể biết được thân phận của ông ta khác với những người trong phủ. Người có quan hệ gì với phu nhân Nguyệt Nhung? Tại sao bà ta muốn bán đứng ngươi? Phải biết rằng nếu người bị người khác bắt tại trận, thì hậu quả sẽ thế nào, người tự suy nghĩ đi. Thương Mai nói. Trần Ninh cười lạnh lùng, ý ngươi muốn nói gì? Dụ dỗ, dỗ phu nhân của tướng ra, Đương nhiên sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng mà chuyện này sẽ không phải do Nguyệt Nhung sắp đặt đâu. Ta muốn nói ý gì, trong lòng ngươi rõ nhất. Thương Mai nghe được tiếng bước chân ở ngoài phòng thì biết Thùy Nga đã trở lại rồi, Trần Ninh không thể ở lại đây, nhất định phải rời đi ngay lập tức. Nhưng mà Trần Ninh còn chưa ra khỏi phủ, bên ngoài Hạ Chí Uyển cũng có người của Hạ đoàn canh giữ. Nếu như lúc này Trần Ninh ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt ngay tại trận. Làm sao để đưa Trần Ninh ra khỏi phủ là một vấn đề khó khăn. Trần Ninh cũng nghe được tiếng bước chân, vẻ mặt căng thẳng. Hôm nay Nguyệt Nhung cho người truyền ông ta tới đây, nói là có việc dặn dò ông ta đi làm. Sau khi ông ta đến, nàng ấy lại nói phải đến phòng lão phu nhân, bảo ông ta ở trong phòng chờ trước. Ông ta uống một tách trà trong phòng Nguyệt Nhung, sau đó cảm thấy sau đầu truyền tới cảm giác đau đớn, sau đó thì không biết chuyện gì nữa rồi mãi cho đến khi tỉnh lại ông ta liền nhìn thấy Hạ Thương Mai. Nếu như nói đây đúng là một âm mưu thì người bán đứng ông ta chắc chắn là Nguyệt Nhung. Nếu không có sự sai khiến của nàng ấy thì người trong phòng nàng ấy dám ra tay với ông ta chứ? Nghĩ đến đây, đáy mắt ông ta lập tức tóe lửa. Thương Mai nhìn đến đây thì trong lòng cũng hiểu rõ. Cô nhìn Trần Ninh, bắt đầu nghiên cứu tướng mạo của ông ta. Người này ngũ quan không tệ, cằm hơi ngắn, môi rất mỏng, thiên đình hơi hẹp lúc ánh mắt chuyển động có thể nhìn thấy nét côn đồ trong đó. Người này khoảng 40 tuổi nhưng trên người lại mặc xiêm y bằng gấm màu đỏ, cực kỳ lộng lẫy. Kiểu người này nếu ở hiện đại thì thương mai sẽ liệt vào danh sách là trai bao trẻ, trai bao già. Những kiểu người này miệng lưới trơn chu dễ được nữ nhân yêu thích nhất. Người quen biết phu nhân Nguyệt Nhung cũng đã mười mấy hai mươi năm rồi. Theo lý mà nói nàng ta sẽ không hại ngươi, vậy rốt cuộc là ai đã ra tay chứ? Thương Mai thử thăm dò hỏi thời gian quen biết của bọn họ. Trần Ninh liếc Thương Mai hỏi ngược lại, sao người biết hai chúng ta quen nhau lâu như vậy? Tự nhiên biết, thời gian phu nhân Nguyệt Nhung quá bộ thì các ngươi đã quen biết rồi. Việc này cũng không phải là bí mật gì. Gần đây cha ta cũng luôn nhắc tới, tại sao người thường đi đến chỗ của phu nhân, xem ra cha ta có hơi hiểu lầm rồi. Thương Mai lạnh nhạt nói. Quả nhiên Trần Ninh có vẻ hơi căng thẳng, hạ thấp giọng hỏi, cha ngươi đã từng hỏi tới hỏi rồi, thương mai yên lặng nhìn ông ta, trong lòng đã hơi hiểu rõ. Nếu nói giữa Trần Ninh và Nguyệt Nhung hoàn toàn không có quan hệ gì, có chặt đầu cô, cô cũng không tin. Trần Ninh ngồi thẳng người, hỏi tới thì sao? Giữa ta và phu nhân trong sạch, lại không có tầng tiệu với nhau. Lúc ông ta nói lời này ít nhiều gì cũng không dứt khoát, ánh mắt né tránh. Trong lòng thương mai càng nắm chắc hơn, cô nói, trước tiên ngươi hãy chờ ở đây, chốc nữa ta sẽ đến dẫn ngươi ra ngoài. Ngươi bắt buộc phải rời khỏi hạ trí uyển, nếu không ngươi sẽ bỏ mạng lại đây." Trần Ninh đương nhiên biết sự lợi hại trong đó, ông ta gật đầu, lúng túng nhìn Thương Mai nói, "Ngươi mau đi sắp xếp, nếu như đây là âm mưu, chắc chắn bên ngoài vẫn còn người canh giữ." Ngược lại ngươi cũng không phải là kẻ ngốc, Thương Mai cầm một cái chụp đèn đã hư lên sau đó xoay người bước ra ngoài. Chương 15: Rượu độc. Thương Mai trở lại phòng, thấy Thủy Nga đang pha trà. Liên thị đã nằm nhoài trên bàn ngủ say. Tác dụng của thuốc vẫn còn, lúc nãy là bà ấy cố gắng vượt qua. Đại tiểu thư, phu nhân đã ngủ rồi. Thùy Nga thấy Thương Mai đi vào, có vẻ hơi trột dạ, lui sang một bên. Ừm, Thương Mai đi ra ngoài, đem chụp đèn để lên bàn, sau đó nói, ngươi theo ta ra ngoài một lát, cây tường vi ở góc tường kia mọc tràn lan, ngươi đi nhổ bỏ đi. Dạ, Thùy Nga có vẻ cực kỳ nghe lời, cùng đi ra ngoài với Thương Mai ở góc tường quả thật có một cây tường vi lúc này đang nở rất đẹp thương mai lớn giọng nói thùy nga sau khi ngươi nhổ cây tường vi này lên xong thì đi sửa lại cái chụp đèn hư kia với ta một lát thùy nga đáp lời vâng đại tiểu thư có người thò đầu vào cửa nhìn thương mai ngẩng đầu lên người kia lập tức biến mất bên kia bức tường thương mai thầm cười mỉa mai quả nhiên bọn họ vẫn còn đang đợi sau khi Thùy Nga nhổ gốc tường vi kia lên thì Thương Mai liền bảo nàng ta đi hầu hạ liên thị. Thùy Nga vừa bước vào phòng ngủ, sau gáy đã truyền tới cảm giác đau nhức, nàng ta quay đầu ngạc nhiên nhìn Thương Mai. Thương Mai rừng dưng chuyển động đoạt phách hoàn, phảng phất như có luồng điện phóng ra, khiến Thùy Nga ngã xuống đất. Thương Mai nhanh chóng cởi áo của nàng ta ra, sau đó lôi nàng ta vào góc phòng trong, dùng ruột chân bông trùm lên, trừ lại lỗ nhỏ để nàng ta thở, sau đó lấy quần áo của nàng ta đi đến khố phòng. Chỉ chốc lát sau Thương Mai đã dẫn Thùy Nga ra ngoài, trong tay Thùy Nga cầm rất nhiều đồ, đều là những hộp đồ cũ kỹ, trên cùng để cái chụp đèn, che lại khuôn mặt của nàng ta. Ngoài cửa quả nhiên có hai người đang loanh quanh ở đó, nhìn thấy Thương Mai ra ngoài, hai người bèn giả vờ như đang đi ngang qua, tản ra hai bên. Đi nhanh một chút, Thương Mai lớn tiếng quát. Thùy Nga theo sát từng bước, May là tỷ nữ trong phủ vì làm đẹp nên làn váy rất dài, vì thế che được một đôi chân to kia. Thương Mai thuận lợi đưa Thùy Nga ra tới cổng, người gác cổng ngồi ở bên cạnh thấy Thương Mai đi ra bèn đứng lên cúi người hành lễ, đại tiểu thư. Thương Mai nhìn người đó, ân tình này cô nhớ kỹ trong lòng. Thùy Nga thấy có người ở cửa gọi lại, trong lòng hoảng hốt, bước chân càng thêm lộn xộn dẫm phải làn váy, ngã nhào xuống, đồ trên tay vương vãi khắp mặt đất người gác cổng vội vàng bước lên phía trước nhặt giúp trong lúc hỗn loạn gã ta ngước mặt nhìn thùy nga nhất thời ngây cả người thương mai bước nhanh về phía trước nhét bừa bãi đồ vào tay thùy nga mắng đi đường cũng không biết cẩn thận một chút đi mau thùy nga ôm đồ chạy vội người gác cổng lùi về sau một bước trên mặt cũng chẳng có biểu hiện gì dường như cảm nhận được thương mai đang nhìn chằm chằm mình gã ta có vẻ hoảng hốt đại tiểu thư nô tài không thấy gì cả thương mai nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi gã gác cổng run run sắc mặt sợ sệt nói nô tài quả thật không thấy gì cả ý ta nói là cái bánh màn thầu và chén nước kia thương mai nhẹ giọng nói vẻ mặt của gã ta hơi bối rối không phải nô tài nói xong gã ta đi vào phòng trốn trong đó không chịu đi ra thương mai hít sâu một hơi xoay người đi trở về cô đi thẳng tới phòng của lão phu nhân Mới vào cửa đã thấy Hạ Đoàn dẫn theo người đi ra, Thúy Ngọc cũng đứng ở cửa. Hạ Đoàn liếc mắt nhìn Thương Mai, vẻ mặt lạnh tanh đi lướt qua cô. Lam Ngọc cô cô đi ra, cười mỉa mai nói, "Đại tiểu thư, người đi nhà xí đúng là lâu thật." Thương Mai không nói gì, đi thẳng vào trong. Người trong phòng phảng phất như chưa từng thay đổi tư thế của mình. Nước trà trên bàn trà bên cạnh lão phu nhân đã ngưng tụ thành một tầng trà vụt, hơn nữa vẫn chưa được động đến. Phu nhân Nguyệt Nhung thấy cô đi vào vẻ mặt hơi không vui nói, lão phu nhân bảo ngươi sao chép kinh Phật, ngươi đi đâu vậy? Nếu tất cả mọi thứ đều đã giả tạo thì đương nhiên thương mai cũng không vạch trần. Cô quy củ bước lên phía trước, xin lão phu nhân tha tội, lúc nãy tôn nữ thấy bụng khó chịu nên vội trở về phòng tìm thuốc uống, sau khi thấy đỡ hơn một chút liền vội vàng chạy tới tiếp tục sao chép kinh Phật. Vậy cũng nên trở về nói một tiếng, chẳng lẽ mẹ ngươi không dạy dỗ ngươi chút phép tắc này sao? Lão phu nhân phá lệ lần đầu lên tiếng, vẻ mặt phảng phất u ám. Thương Mai đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng lão phu nhân, "Xin lỗi lão phu nhân, Thương Mai quả thật không có gia giáo." Hai chữ gia giáo này liên quan đến toàn bộ tướng phủ. Sắc mặt lão phu nhân càng thêm khó coi nhưng không nói được gì, chỉ phất tay, Lam Ngọc cô cô đi theo Thương Mai xoay người bước vào phòng trong, chỉ chốc lát đã bưng một cái khay đi ra. Trên khay có một ly rượu, là kiểu ly sứ màu trắng vẽ hoa viền vàng, nhỏ xinh và cực kỳ quý giá. Trong lòng thương mai âm thầm cảnh báo, ly rượu này đương nhiên không phải rượu ngon ban thưởng cho cô mà là một ly rượu độc. Người làm trong phòng trừ Lam Ngọc và Thúy Ngọc đều ở ngoài ra, cửa lớn cũng đóng kín, ngay cả một tia nắng cũng không len lỏi vào được. Trên mặt phu nhân Nguyệt Nhung dần dần hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt, dưới đáy mắt càng hiện rõ vẻ vui mừng. Ánh nhìn của lão phu nhân như rắn độc quấn lấy thương mai, bà ta chậm rãi nói, ba ngày trước, người ngang nhiên hủy bỏ hôn ước, từ chối lên kiệu hoa của lương vương. Hoàng hậu tức giận nhất định sẽ trút giận lên tướng phủ của chúng ta. Đây là tội nghiệp do người phạm phải, không nên liên lụy tới người nhà cha mẹ. Hoàng hậu nương nương ban ơn cho ngươi, để ngươi được toàn thây. Ngươi uống xong ly rượu này, tướng phủ sẽ tuyên bố với bên ngoài là người bị bệnh mà chết, như vậy có thể giữ được danh tiếng của ngươi. Nếu không một khi ý chỉ dáng tội của hoàng hậu hạ xuống, sẽ có ngày ngươi bị chém đầu, Đến lúc đó người sẽ chết không toàn thây. Trong lòng Thương Mai đã biết, bây giờ Sở Dĩ Hoàng hậu nương nương không chỉ tội cô là vì đã tìm được cách tốt nhất để trừng trị cô, đó là đưa cô cho Nhiếp Chính Vương, khiến cho cô muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cô nhìn về phía Hạ Thừa tướng, phụ thân của Nguyên chủ, sau đó bình tĩnh thong dong hỏi, phụ thân cũng nghĩ vậy sao? Bất kể cô có thừa nhận hay không nhưng trong lòng Nguyên chủ vẫn còn sót lại một phần khát khao tình thương của phụ thân từ Hạ Thừa tướng hôm nay tướng phủ dự định giải quyết cô và liên thị một lần cho nên cô chỉ muốn biết hạ thừa tướng nhìn bọn họ đối xử tuyệt tình với mẹ con cô như vậy trong lòng ông ta có hổ thẹn hay khó chịu chút nào không đáy mắt hạ thừa tướng hoàn toàn không giấu giếm sự ghê tởm và căm ghét cô chuyện hủy bỏ hôn ước này khiến ông ta mất hết thể diện còn đắc tội với hoàng hậu và lương vương như vậy sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của ông ta trời làm bậy còn có thể tha thứ nhưng người tự làm bậy thì không thể sống được Hạ thừa tướng nói xong, liền quay mặt sang chỗ khác thậm chí còn không muốn nhìn cô. Thương Mai cười khẩy lạnh lùng, hay cho một câu trời làm bậy còn có thể tha thứ chứ người tự làm bậy thì không thể sống được. Phu nhân Nguyệt Nhung đứng dậy, đồng đưa làn váy dài đi tới, vươn tay cầm lấy ly rượu đưa cho Thương Mai, khẽ thở dài nói: là thứ mẫu của ngươi, từ nhỏ đã nhìn ngươi lớn lên, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy ngươi có kết cục như ngày hôm nay. Nhưng ngươi đã đắc tội với Lương Vương, đắc tội với Hoàng hậu Nương Nương chắc chắn không thể sống được nữa. Còn không bằng người tự kết liễu đời mình như vậy cũng coi như giữ được toàn thây. Thương Mai không nhìn bà ta mà vẫn cứ nhìn hạ thừa tướng, Trần Ninh cũng là do các người sắp xếp đúng chứ. Bắt gian được bà ấy và Trần Ninh thì có thể tuyên bố với bên ngoài bà ấy lén lút qua lại với nam nhân khác. Vậy thì phong hưu thư vứt trên hôn lấy kia sẽ không bị coi là hãm hại. Xem ra, những lời nói kia của ta trước mặt tân khách lúc hủy bỏ hôn ước cũng không có tác dụng ngược lại để cho các ngươi tát nước theo mưa ta thất sách rồi tướng phủ từ trên xuống dưới nam thì trộm cướp nữ thì làm điếm một ổ ác tặc lão phu nhân cả giận nói nếu ngươi còn ăn nói lung tung nữa thì cũng không cứu được tính mạng của ngươi đâu mọi việc là do ngươi chuốc lấy nếu ngươi nghe lời lên kiệu hoa của lương vương thì đã không ra nông nỗi này ngươi ỷ có chút khôn vặt thì muốn đối đầu với cả gia tộc sao ngươi cũng đánh giá bản thân quá cao rồi đấy audio điện tử võ tấn bền hết tập 1